chương 571, thực tế tàn khốc, Lý Gia Minh phú nhị đại mộng lần nữa nghiền nát. Đã từng phú nhị đại bây giờ lẫn vào ngay cả một ăn mày cũng không bằng. Phụ thân bị cừu địch giam cầm lấy, lại không cách nào cứu hắn ra, càng không cách nào báo thù cho hắn. Lý Gia Minh a à Lý Gia Minh, ngươi bây giờ thật đúng là một phế vật. Chậm rãi phun ra một điếu thuốc quay vòng, Lý Gia Minh trong tròng mắt mang theo một tia uể oải. Nếu như phụ thân ngươi biết ngươi còn không có mất đi ý chí chiến đấu, phỏng chừng sẽ rất vui mừng. Bỗng nhiên, cúi đầu xuống Lý Gia Minh, nghe được trước mắt truyền đến một trận dễ nghe nữ hài thanh âm. Mờ mịt ngẩng đầu lên, hắn liền chứng kiến một vị cực kỳ cô gái xinh đẹp đang đứng ở trước mặt mình, sắc mặt bình tĩnh nhìn kỹ cùng với chính mình. Ngươi là? Lý Gia Minh nghi ngờ hỏi, đồng thời đáy mắt có một vệt tự ti. Đã từng là phú nhị đại hắn, mặc kệ đối mặt bất kỳ cô gái nào tử đều có theo đuổi đối phương tự tin. Nhưng bây giờ sao? Bởi vì tề lân trêu đùa, không có bất kỳ công ty nguyện ý muốn hắn, hắn cũng chỉ có thể làm bảo vệ môi trường công phu loại nghề nghiệp này bình thường thấy muội tử đừng nói bắt chuyện, liền cùng đối phương đối diện dũng khí đều không có. Cho nên nói, quyết định một cái người có hay không tự tin, gia đình xuất thân, điều kiện kinh tế chiếm tuyệt đại bộ phận. Ta và Tề Lân là tử địch, đồng thời ta cũng là ba ngươi người ủy người thác. Hắn để cho ta nhất định phải tìm được ngươi, đồng thời đem một vật giao cho ngươi. Vật này quyết định ngươi có thể hay không đông sơn tái khởi, có thể hay không báo thù cho hắn. Matsushima Kirina nói ngắn gọn, nói thẳng ra chính mình ý đồ đến Nghe được Matsushima Kirina không bảy là cha mình phái tới, Lý Gia Minh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hắn biết mình vụng về, trên tay 35% cổ phần bị tề lân lừa gạt. Thế nhưng không việc gì, hắn trong tay phụ thân còn có 35% cổ phần. Chỉ cần phụ thân hắn chết rồi, hoặc là làm cho hắn nhìn thấy cha mình, là hắn có thể thu được cái kia 35% cổ phần. Đến lúc đó hắn liền lại có cùng tề lân chống lại tư bản. Ba ta là không phải để cho ngươi đem hắn trong tay cổ phần chuyển nhượng cho ta cũng không đoái hoài tới tự ti, Lý Gia Minh vội vàng hỏi. Matsushima Kirina xuất ra cái kia một viên tề lân cao bắt chiếc tư nhân chương, còn có mở ra tủ sắt ngân hàng bằng chứng, đưa cho Lý Gia Minh. Đây là người ba tư nhân chương, còn có tủ sắt ngân hàng bằng chứng. Hắn nói cổ phần chuyển nhượng hợp đồng đang ở bên trong, có mấy thứ này, ngươi là có thể hợp pháp kế thừa hắn danh nghĩa 35% cổ phần. Tiếp nhận hai thứ đồ này, Lý Gia Minh tay đều run rẩy. Một tháng. Hắn đã chán nản vượt qua trọn một tháng ăn mày cũng không bằng sinh hoạt bao nhiêu cái ban đêm hắn mơ tới chính mình lại trở về trước đây vẫn là cái nhà kia tiền bạc triệu ăn sung mặt sướng phú nhị đại nhưng là mỗi khi hắn tỉnh lại lại thấy được hẹp không chịu nổi bảo vệ môi trường công túc xá còn có thủ trưởng tấm kia mặt thối làm cho hắn đi quét đường chuyện này nên sớm không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền đi ngân hàng đem ta ba cổ phần chuyển nhượng đến trên tay ta tề lân cái kia cẩu vật rất giảo hoạt nếu để cho hắn phát hiện toàn bộ liền toàn bộ xong lý gia minh ngược lại là thập phần nhanh nhạy tỉnh táo lại phía sau liền đối với Matsushima Kirina nói rằng. Matsushima Kirina gật đầu, sẽ đi ngay bây giờ làm cổ phần thủ tục chuyển nhượng được rồi, ba người đã đáp ứng ta, sự tình thuận lợi hoàn thành, ngươi cần phó thanh một nghìn vạn trả thù lao cho ta. Lý Gia Minh lúc này ngược lại là rất lớn phương, hắn khách khí đối với Matsushima Kirina nói ra, tiểu thư xin yên tâm, ngươi có thể ở tề lân cái kia cẩu đồ vật mí mắt nội tình dưới nhìn thấy ta phụ thân, đồng thời đem mấy thứ này mang ra ngoài, khẳng định mất rất lớn tinh lực, coi như cha ta không nói, chuyện ta phía sau cũng sẽ hảo hảo cảm tạ tiểu thư. Nói đến đây, Lý Gia Minh trên người tự tin khí tức lại đã trở về. Hắn đem cái chổi tùy ý ném xuống đất, vỗ vỗ tay liền muốn cùng Matsushima Kirina đi ngân hàng. Lý Gia Minh. Ngươi có phải hay không không muốn làm? Giờ làm việc tùy tiện cùng người khác nói chuyện phiếm, còn dám ném xuống dụng cụ quét dọn, ngươi có phải hay không cảm giác mình cánh cứng cáp rồi? Đúng lúc này, Lý Gia Minh thủ trưởng cử tiểu điện lừa dò xét đến nơi này. Nhìn thấy Lý Gia Minh giờ làm việc quân nhân đào ngũ không nói, còn tùy tiện ném loạn dụng cụ quét dọn, lập tức nổi trận lôi đình khiển trách. Lý Gia Minh lúc này gần khôi phục thân phận của Phú Nhị Đại, đâu còn dùng chim cái này hạt vừng tiểu quan thủ trưởng, hắn biểu môi nói, ngươi thật đúng là nói đúng, lão tử không muốn làm, chuẩn bị đi trở về làm ta Phú Nhị Đại, ngươi cái ngốc cẩu vật mỗi ngày mắng ta, gia đã sớm không muốn chim ngươi. Lý Gia Minh, ngươi cùng với ai xong lão tử đâu? Ngươi còn phản thiên, trở về làm Phú Nhị Đại. Ta xem ngươi là đang nằm mộng giữa ban ngày. Hảo hảo hảo, cái này có thể là chính ngươi nói, ta hiện tại liền cho ngươi xóa tên, về sau ngươi cũng không phải tới, ngươi sẽ chờ chết đói ở đầu đường A. Lý Gia Minh thủ trưởng tức giận trực bính chân, hùng hùng hổ hổ cưỡi tiểu điện lừa đi. Làm cho tiểu thư chế dẻo, hiện tại chúng ta liền xuất phát chứ. Lý Gia Minh rồi hướng Matsushima Kirina vừa cười vừa nói. Nhìn trước mắt tiểu nhân đắc chí Lý Gia Minh, Matsushima Kirina cao đôi mi thanh tú. Liền loại này tiểu nhân đắc chí sắc mặt, căn bản cũng không có câu tiễn nằm gai nếm mật sau thận trọng từ lời nói đến việc làm, rất khiêm tốn cứ như vậy mặt hàng coi như thực sự làm cho hắn bắt được lý châu cổ phần là có thể báo thù tề lân rồi hả matsushima kirina trong lòng biểu thị hoài nghi nhưng tới đều tới matsushima kirina quyết định thực hiện xong chính mình chỉ trích chờ lấy được cái kia một nghìn vạn phía sau nàng hay dùng phương pháp ổn thỏa nhất lập tức trở về đến đại phong đi nửa giờ sau viêm vực ngân hàng phòng khách quý không có ý tứ tiên sinh người cái này quỹ bảo hiểm bằng chứng là thật Thế nhưng đồ vật bên trong đã bị phụ thân ngươi lấy đi." Quầy hàng tiểu thư khách khí nói với Lý Gia Minh. "Lý Gia Minh, điều này sao có thể? Rõ ràng là cha ta tới để cho ta lấy, hắn tại sao phải chính mình lấy đi? Hơn nữa cha ta đã bại liệt ở giường, tới đều tới không được nơi đây." Lý Gia Minh kích động đối với Quầy hàng tiểu thư nói rằng. "Quầy hàng tiểu thư như trước lễ phép, trên máy vi tính ghi chép chính là như vậy, phụ thân ngài vẫn là sớm tới tìm, nếu như ngươi không tin, có thể tự xem xem giám sát." Nói xong, nàng đem trong máy vi tính giám sát cho Lý Gia Minh xem. Đúng như là nàng nói như vậy, buổi sáng thời điểm, một cái cùng Lý Châu giống nhau như đúc nam nhân đến nơi đây lấy đi trong hòm sắt một phần hợp đồng. Nhìn đến đây, Lý Gia Minh như là gặp ma. Thế nhưng Matsushima Kirina không giống với. Nàng là đã biết tề lân thần hồ kỳ thần dịch dung thuật, đã biết hắn giả mạo trần gia vĩ tới cứu mình. Lúc này, Matsushima Kirina trong lòng chợt nhảy, phát hiện sự tình có điểm không đúng có phải hay không là có phải hay không là nàng đã dẫm vào một cái cục trong cục. Là tề lân cố ý để cho nàng gặp được Lý Châu, chính là vì đạt được Lý Châu trong miệng bí mật. Theo đạo lý mà nói, tề lân biết nàng thân là đỉnh tim ninja, năng lực khôi phục còn có chạy trốn năng lực đều vượt xa với thường nhân. Sẽ phái người trọng điểm xem thu nàng. Có thể tề lân hết lần này đến lần khác không có làm như vậy, để cho nàng dễ dàng tiến nhập giam cầm Lý Châu gian phòng kia, để cho nàng tiến nhập Lý Châu thư phòng. Gây tẩm. Lại bị tề lân tên khốn kia lợi dụng matsushima kirina đã phản ảnh qua đây nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà tuyệt mỹ mặt cười bên trên mang lấy một tia xấu hổ nếu sự tình đã bại lộ hơn nữa không công bị tề lân lợi dụng matsushima kirina lại theo lý gia minh cũng vô ích chúng ta đều cho tề lân đùa bỡn xin lỗi ta hiện tại đã không giúp được ngươi nếu để cho tề lân tìm được ta ta cũng sẽ có nguy hiểm ta đi trước matsushima kirina chuẩn bị trực tiếp trở về đại phong trong tay nàng còn có từ trong mật thất cầm mấy vạn mét kim Nghe được Matsushima Kirina lời nói, Lý Gia Minh nhất thời luống cuốn. Hắn phú nhị đại mộng vừa mới làm xong phân nữa, làm sao có khả năng liền cứ như vậy bể nát. Tiểu thư, van cầu ngươi sẽ giúp giúp ta a, à, trong tay ta còn có ta ba tư nhân chương, có tư nhân chương ta là có thể tiến nhập công ty của ba ta, đến lúc đó ta cũng an bài cho ngươi vào bên trong công tác có được hay không. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể dẫn ta đi gặp ta ba một mặt. 847 Lý Gia Minh cầu khẩn Matsushima Kirina matsushima kirina cũng là dùng xem ánh mắt ngu ngốc nhìn lấy lý gia minh nếu tề lân đã tới nơi đây vậy hắn khẳng định cũng xem qua cái này tư nhân chương nếu như ta không có đoán sai trong tay ngươi tư nhân chương cũng là giả ngươi coi như đi ngươi công ty của phụ thân cũng sẽ bị người trực tiếp đuổi ra nếu như ta là ngươi ta liền nhanh đi về cùng thủ trưởng xin lỗi ít nhất có phần quét đường công tác mà không phải ở chỗ này si nhân nằm mộng nói xong matsushima kirina liền chuẩn bị xoay người rời đi thấy matsushima kirina không muốn giúp mình Lý Gia Minh ngữ khí thoáng cái liền biến, ngươi xú nữ nhân này, ta liền biết ngươi không phải thật tâm giúp ta, bây giờ biết ta không có một nghìn vạn cho ngươi, liền coi thường nói đúng không? Ngươi người nữ nhân hạ tiện này cái này dạng, Trần Thục Nghi cái kia tiện nữ nhân nhờ như vậy, trên đời này nữ nhân xinh đẹp liền không có một cái tốt. Cha ta để cho ngươi giúp ta, khẳng định cho ngươi thù lao đúng hay không? Đem ta phụ thân đưa cho ngươi tiền, tất cả đều cho ta. Lý Gia Minh giống như bị đi ngăn ở Matsushima Kirina phía trước. Quầy hàng tiểu thư cũng thật xinh đẹp chứng kiến mặt lạp bên trong lôi thôi Lý Gia Minh, mắng nữ nhân xinh đẹp cũng không là đồ tốt, trực tiếp gọi điện thoại thông báo bảo an qua đây. Đừng nói Matsushima Kirina hiện tại đã khôi phục 5 phần 10 thực lực. Coi như là Matsushima Kirina chỉ có nhất thành thực lực, Lý Gia Minh cũng không phải là đối thủ của nàng. Nhìn lấy sông lên Lý Gia Minh, Matsushima Kirina tùy ý một cái đá chéo, liền làm cho hắn thống khổ ngồi chồng hổng dưới đất, trắng bệt cả mặt. Nhìn cũng không nhìn chật vật Lý Gia Minh liếc mắt, Matsushima Kirina xoay người xuất môn, lấy nhanh nhất tốc độ hướng phía sân bay mà đi. Mà Lý Gia Minh lại là bị sau đó chạy tới bảo an, trực tiếp kéo ra ngoài. Cầu hoa tươi. Phiếu đánh giá. Khen thưởng. Thúc dục thêm. Hoa tươi. Cầu các huynh đệ cho Tề Lân nhiều một chút đổi mới động lực. Số liệu rất lâu không động quá không có điểm tự động đặt các huynh đệ điểm một cái, về sau đọc sách không phải lạc đường, tự động đặt cũng là tác giả chịu lấy sinh tồn đồ đạc, Tề Lân bái tạ các huynh đệ. Chương 572, dám cắn ta lập tức làm cho ngươi. Matsushima thân phận của Kirina chứng cùng hộ chiếu đã sớm ở trong chiến đấu thất lạc. Nàng dùng chính mình nguyên lai dung mạo, nhất định là không có cách nào lên phi cơ. Thế nhưng cái này cũng không thắng được nàng. Tuy là nàng dịch dung thuật không cách nào làm được tề lân như vậy trăm phần trăm hoàng mỹ hoàng nguyên, thế nhưng lừa gạt quá sân bay an kiểm là không có vấn đề. Nàng trực tiếp dùng bí chế mê dược mê hôn mê một cái bên trên phòng vệ sinh nữ sĩ, sau đó dịch dung thành dung mạo của đối phương. Sau đó từ đối phương sách tay bên trong, lấy đi đối phương chứng minh nhân dân cùng vé máy bay còn có hộ chiếu. Bằng vào những thứ này vé máy bay hộ chiếu, Matsushima Kirina rốt cuộc leo lên một trận đi đến đại phong máy bay. Làm ngồi lên máy bay một khắc kia, chứng kiến tề lân cũng không có đuổi theo, nàng lúc này mới tùng một khẩu khí. Ngồi ở Matsushima Kirina bên cạnh là một vị nam sĩ. Hắn chủ động hướng phía Matsushima Kirina chào hỏi, tiểu thư, ngươi là đại phong nhân hay là hoa hạ quốc người? Matsushima Kirina không có hứng thú gì cùng người xa lạ nói, nhưng đối phương hỏi, nàng vẫn là có lệ nói ra, đại phong người. Người đàn ông này nhãn thần hiện lên một vệt nghiền ngẫm, không thể nào. Ta làm sao nhớ kỹ ngươi gọi là tiễn sữa, là ba thuộc người. Vốn đang sắc mặt lạnh nhạt Matsushima Kirina, nghe được tề lân những lời này, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Nàng lập tức cảnh giác nhìn đối phương hỏi ngươi rốt cuộc là ai. Lúc này, người đàn ông này khóe miệng vi kiều nói ra, tiễn sữa tiểu thư, chúng ta ngày hôm qua còn hôm qua, làm sao mới, chỉ có, qua một buổi tối, ngươi liền không nhận ra ta. Bá. Nghe đến đó, Matsushima Kirina mặt cười hoàn toàn trắng bệch. Nếu như nàng lúc này vẫn không rõ nam nhân trước mắt là ai, nàng kia liền cùng ngốc tử không sai biệt lắm. Tôn kính lữ khách các bằng hữu, từ gian hán thành phố bay đi đại bản Z365 7 chuyến bay liền muốn bay lên, mời các vị hành khách nịp chặt dây an toàn, đóng cửa điện thoại di động, phối hợp ngồi vụ nhân viên, cảm ơn mọi người. Đúng lúc này, phát thanh bên trong đã tải bá báo máy bay cất cánh tin tức. Matsushima Kirina hít sâu hai cái, bắt đầu không để ý tề lân chỉ cần máy bay bay lên đạt tới đại phong nàng thì có biện pháp liên hệ gia tộc mình người đến lúc đó nàng cũng có thể từ tề lân ma trảo phía dưới chạy trốn có phải hay không cảm thấy máy bay cất cánh là có thể chạy trốn ma trảo của ta rồi hả tề lân cười hít mắt bỗng nhiên lấy ra một tờ vé máy bay sau đó liền tại matsushima kirina ánh mắt khó hiểu dưới tấm kia vé máy bay biến ma thuật một dạng ở tề lân trong tay tiêu thất hắn đương nhiên là đem cái này tấm vé máy bay thu hồi đến hệ thống không gian tiếp lấy liền tại matsushima kirina kinh nghi bất định biểu tình dưới tề lân đối với ngồi vụ nhân viên lớn tiếng hô ta không có vé máy bay có thể hay không làm lần này máy bay đi osaka tề lân những lời này nhưng là đem ngồi vụ nhân viên sợ hãi không có vé máy bay nhân hỗn thượng máy bay đến lúc đó cất cánh phía sau điều tra ra bọn họ đều muốn gánh trách lập tức liền có ngồi vụ nhân viên qua đây kiểm tra bọn họ còn thật không có ở tề lân trên người tìm được vé máy bay vị tiên sinh này nếu như ngươi không có vé máy bay mời hiện tại lập tức phối hợp chúng ta xuống phi cơ sau đó đi phòng cảnh vụ tiếp thu điều tra ngồi vụ nhân viên sắc mặt nghiêm túc nói vậy không được ta đi ta tức vụ làm sao bây giờ nàng ở đại phong bên kia có cá nhân tình nếu như cổng lấy ta chân đạp nhiều thuyền làm sao bây giờ ngồi vụ nhân viên tề lân đổ thừa không đi nói ra lý do càng làm cho tiếp viên hàng không không nói tột cùng mà càng ngày càng nhiều hành khách đã nhận ra động tỉnh bên này một bộ xem náo nhiệt biểu tình xin hỏi tiên sinh ngươi có chứng cớ gì có thể chứng minh vị nữ sĩ này là ngươi thê tử ngồi vụ nhân viên bất đắc dĩ hỏi máy bay lập tức sẽ bay lên người đàn ông này không có mua phiếu liền tính bây giờ còn dính dáng đến một vị khác nữ sĩ đây gọi là chuyện gì a à? ngươi đừng nghe hắn nói hô nói vượng ta theo hắn không có bất cứ quan hệ gì thấy tề lân ý đồ đem nàng dụ dỗ matsushima kirina đôi mắt đẹp mang theo một tia giận tái đi lập tức cùng tề lân bỏ qua một bên quan hệ lão bà chúng ta lại không quan hệ cũng không phải là bằng ngươi một cái miệng nói, đây là chúng ta giấy hôn thú, cái này cũng không thể làm bộ chứ. Tề lân cười hít mắt đem một bản giấy hôn thú đưa cho ngồi vụ nhân viên xem. Ngồi vụ nhân viên tò mò mở ra giấy hôn thú, ở Matsushima Kirina thì giác dưới, cũng có thể chứng kiến giấy hôn thú ở trên nội dung. Chỉ thấy Matsushima Kirina dịch dung nữ nhân, cùng tề lân dịch dung nam nhân, đang nụ cười ngọt ngào đứng chung một chỗ, mặt trên còn đắp phim vực cục dân chính trương ấn, căn bản không giả được. Matsushima Kirina Tề Lân cười hắc hắc nói, thấy được chưa? Cho nên nói ta lão bà không dưới máy bay, ta cũng sẽ không xuống phi cơ. Matsushima Kirina cũng không nghĩ đến sự tình sẽ phát sinh nói hiện tại tình trạng này, nàng lo lắng nói, đừng nghe cái người điên này nói lung tung, vội vàng đem hắn đuổi xuống. Giữa phu thê mâu thuẫn đó là việc nhỏ, nhưng nếu như ảnh hưởng máy bay bình thường cất cánh, chính là đại sự. Những thứ kia hành khách thấy sự tình làm lớn chuyện, ngay lúc sắp ảnh hưởng máy bay cất cánh, dùng dập không vui thất chủy bác thiệt vợ chồng các ngươi xào xáo trở về nhà mình giải quyết thôi, đừng ảnh hưởng người khác a. À. Nam nhân ngươi không có mua phiếu, ngươi đã đi xuống máy bay cùng hắn lại mua dưới một cái chuyến bay thôi, cái này rất khó sao. Chẳng lẽ ngươi thật ở đại phong bên kia có nhân tình à? Nam nhân ngươi đều đuổi tới nơi này, liền cùng hắn xuống phía dưới a. Để cho người khác chế giễu không tốt lắm. Hành khách dùng dập chỉ trích Matsushima Kirina, để cho nàng cùng tề lân xuống phi cơ, đừng chậm trễ máy bay cất cánh. Ngồi vụ nhân viên cũng nghiêm túc nói ra, hiện tại chúng ta là hảo hảo mời các ngươi nếu như chờ chút cảnh sát tới hậu quả khả năng liền nghiêm trọng tề lân ngươi cái này hèn hạ vô sĩ gia hỏa matsushima kirina tức giận mũi đều sai lệch đối với tề lân mắng hiện ở loại tình huống này nàng căn bản bay trở về không được đại phong đi cảm ơn khích lệ tề lân lại là nhếch miệng cười cười không bị dương quan cuối cùng hai người bị mang xuống tới máy bay còn bị phòng cảnh vụ giá trị ban cảnh sát nhân dân nghiêm túc phê bình một phen lúc này mới thả bọn họ đi. Chu Phá Quân đã đợi đợi ở tại ngoài phi trường mặt. Thấy Tề Lân mang theo Matsushima Kirina đã trở về, nhanh chóng qua đây mở cửa xe, làm cho lão bản đi lên. Ngồi lên thư thích mây bác, Tề Lân lúc này mới kéo xuống trên mặt dịch dung. Matsushima Kirina cũng như vậy. Khôi phục nguyên trạng Matsushima Kirina, lúc này có một bụng nghi vấn. Ngươi cái kia giấy hôn thú ở đâu ra? Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng nhà hỏi. Tề Lân cười nhạt. Thật không may, Ngươi mê choáng ván nữ nhân kia kết hôn rồi, hắn trượng phu liền tại nam buồn vệ sinh đi nhà cầu, ta đem hắn cho đánh ngất xỉu, sau đó thuận đi hắn vé máy bay hộ chiếu. Đáng thương một đôi vợ chồng, thật cốt muốn đi có đại phong độ cái tuần trăng mật, lại bị tề lân Matsushima Kirina hố thành cái này dạng. Ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này? Matsushima Kirina hỏi vấn đề thứ hai. Bí mật, chờ, các loại, một ngày kia ta muốn nói cho ngươi biết lại nói. Không không vẫn theo dõi Matsushima Kirina, hơn nữa nó còn có thể xem thấu matsushima kirina ẩn độn những thứ này đều là tề lân cầm nắm matsushima kirina lợi ký đang không có chơi chán matsushima kirina hoặc là xem xem có thể hay không thu phục nàng phía trước tề lân nhất định là sẽ không nói ra để cho ta thấy lý châu là ngươi thiết hạ cái trồng chứ ngươi thật là đủ hèn hạ vô sĩ đem mọi người chúng ta đều lợi dụng matsushima kirina đôi mắt đẹp hiện lên một vệt cảm giác vô lực tề lân cười hít mắt nói làm sao có thể gọi lợi dụng đâu ngươi vốn chính là ta bên này người A, hiện tại ngươi giúp ta lập công lớn, sau khi trở về ta còn muốn thưởng cho ngươi ni, chờ ngươi thương thế cho dù tốt một điểm, ta để cho ngươi thể nghiệm một phen viêm vực nam nhân uy mảnh khí chất như thế nào đây. Matsushima Kirina tức giận mặt cười phím hồng, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà mắng, ai cùng ngươi là một bên, ngươi muốn sao chờ ta thương lành thả ta đi, chúng ta ân oán liền xóa bỏ, nếu như ngươi dám đối với ta sằng bậy, chúng ta liền không chết không ngất. Uy hiếp ta. Ta người này có thể thích nhất người khác uy hiếp. Tề lân con ngươi đen lộ ra vẻ kinh miệt tiếu ý, một bả nắm Matsushima Kirina trắng nõn cầm, trực tiếp cường hôn đi lên phương. Matsushima Kirina đôi mắt đẹp hiện lên một vệt xấu hổ và giận dữ, đã nghĩ cắn chết tề lân. Nghĩ kỹ mới quyết định, dám cắn ta, ta liền lập tức đem ngươi làm, sẽ đem ngươi ném cho một đám ăn mày, để cho bọn họ hảo hảo hầu hạ ngươi tề lân uy hiếp quả thực quá không biết xấu hổ. Matsushima Kirina đôi mắt đẹp tràn đầy kinh sợ, thật đúng là không dám cắn tề lân. Ở vô tận quốc nhục trung, Matsushima Kirina chỉ có thể cùng tề lân hôn môi lấy. Nhưng hơn nữa không biết vì sao, thân lấy thân lấy, 19 tuổi ninja tâm nhi từng bước tiểu lộc loạn chàng, đôi mắt đẹp mê ly, một đôi thon dài manga chân cũng khép tại cùng nhau. Cầu hoa tươi, phiếu đánh giá, khen thưởng, thúc giục thêm, hoa tươi, cầu các huynh đệ cho tề lân nhiều một chút đổi mới động lực. Số liệu rất lâu không động quá, không có điểm tự động đặt các huynh đệ điểm một cái, về sau đọc sách không phải lạc đường tự động đặt cũng là tác giả chịu lấy sinh tồn đồ đạc, tề lân bái tạ các huynh đệ. Thời khắc, có lẽ có thể nhìn ra hắn có một cái không giống tầm thường đã qua. Chương 573, bây giờ tiểu la lị, tâm cơ quá nặng. Đại Phong, Matsushima gia tộc bên trong trang viên. Matsushima gia tộc gia chủ, Matsushima chiêu đang ngồi xếp bằng, hỏi ý cùng với chính mình trí giả, vẫn là không có liên lạc với Kirina. Kirina tiểu thư vẫn nằm ở mức liên lạc trạng thái, đây là từ Kirina tiểu thư đơn độc ra nhiệm vụ tới nay, lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy đối phương hồi đáp. Matsushima Chio trong tròng mắt hiện lên một vệt đáng tiếc, chắc là đụng tới nhân vật khó giải quyết, nếu như trong vòng 3 ngày có thể liên lạc với, còn có một tia hy vọng, hiện tại một tuần quá khứ, còn không có liên lạc với, rất có thể đã nằm ở tại viêm vực. Cái này xinh đẹp nữ nhi, nàng nhưng là còn không có hưởng dụng qua đây, liền gãy ở tại ngoại nhân trong tay. Hơn nữa Matsushima Kirina thực lực mạnh mẽ, có thể vì Matsushima gia tộc mang đến không ít tài phú, bây giờ nàng vẫn lạc, đối với Matsushima gia tộc mà nói, cũng là một khoản tổn thất thật lớn. Gia chủ có thể đổi một phương diện nghĩ, Kirina tiểu thư còn trẻ, thực lực như trước đang không ngừng tăng trưởng ở giữa, hơn nữa nàng đã sớm có phản cốt, một ngày lớn lên, đối với gia chủ mà nói cũng là một bi hiếp to lớn. Bây giờ nàng vẫn lạc, coi như là vì gia chủ tạo thanh nội bộ cản trở, ngắn ngủi tổn thất không coi là cái gì, lâu dài an ổn mới là đối với gia chủ lợi ích lớn nhất. Đối phương nếm một cái trà thơm, từ tốn nói. Matsushima Chiyo cười gật đầu, Nói như vậy cũng là có nghịch xương nữ nhi, không cần cũng được. Oda Masao chính hùng tiên sinh, không có nhà chủ cho phép, ngươi không thể một trăm tùy tiện xông vào nội viện. Liền tại hai người trò chuyện lúc, ngoài biệt viện mặt truyền đến một trận tiếng huyên náo. Còn không đợi Matsushima chiêu hỏi, Matsushima Kirina thanh mai trước mã, Oda Masao chính hùng cũng đã xông vào đến trước mặt hai người. Gia chủ, Kirina tiểu thư đã một tuần không có cùng gia tộc liên lạc, hắn hiện tại khẳng định gặp phải phiền toái chúng ta cần phái người đi viêm vực trợ giúp thậm chí giải cứu nàng oda masao chính hùng thanh âm mang theo một tia cấp thiết matsushima chiyo cũng là thần sắc nhàn nhạt bưng lên trà thơm khẽ nhấp một cái viêm vực ngoạ hổ tàng long nếu kirina bằng lòng tiếp được cái này nhiệm vụ liền muốn làm tốt chuẩn bị thất bại hiện ra tại đó tình huống không rõ tùy tiện phái người tới dễ dàng cho gia tộc mang đến phiền phức hay là chờ ám võng bên kia truyền đến tin tức cụ thể lại nói oda masao chính hùng sửng sốt một chút trong ý nghĩ của hắn Matsushima Kirina là hắn nữ nhi. Theo đạo lý mà nói, nữ nhi xảy ra chuyện, làm cha hẳn là sốt ruột mới là. Hắn hiện tại đây là thái độ gì? Gia chủ, Kirina nhưng là ngài nữ nhi a. Oda Masao chính hùng khó tin nói rằng Matsushima Tio trong con ngươi đã hiện lên một vệt không kiên nhẫn. Ngươi cũng biết nàng là nữ nhi của ta, nữ nhi của ta có cứu hay không từ ta quyết định. Hơn nữa ngươi đừng quên, ta là gia chủ, ngươi chỉ là Matsushima gia tộc chăn nuôi môn khách mà thôi. Odea Masao chính hùng đã nhìn ra, Matsushima Chiyo căn bản đối với nữ nhi mình sinh mệnh thờ ơ trong lòng hắn lúc này đã đối với cái chỗ này thất vọng tột cùng. Người phân phó ta ám sát nghị viên, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, ta hiện tại muốn đi viêm vực cứu Kirina. Odea Masao chính hùng lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, xoay người trực tiếp rời đi. Nhìn lấy Odea Masao chính hùng bối ảnh, Matsushima Chiyo đôi mắt tràn đầy không vui. Thành tựu thuộc hạ, không tôn trọng chính mình, thành tựu thượng vị giả, có thể nào không lên sát tâm hắn quân sư cũng là cười nhạt oda masao chính hùng lần này đi vừa lúc hắn là matsushima gia tộc thực lực mạnh mẽ nhất thượng nhẫn ninja cũng là duy nhất nhảy thoát gia chủ trưởng khống người nếu như hắn lần này chết ở viêm vực cái kia matsushima gia tộc liền cũng không còn có thể cùng gia chủ đối nghịch người matsushima gia tộc cũng sẽ hoàn toàn bị gia chủ trưởng khống nói thế đúng hợp ý ta matsushima Chiyo không hiểu cười tề lân gia biệt thự ngày thứ hai vừa rạng sáng tề lân vẫn còn ở trong chăn lam vũ Hy giống như bạch tuộc một dạng ôm lấy hắn trắng nõn nhẵn mịn mang ga chân, trực tiếp dựng ở trên chăn, trắng như tuyết chân ngọc, mu bàn chân ưu mỹ. Trăng rắc. Cửa trực tiếp được mở ra. Một vị ăn mặc hầu gái dùng thiếu nữ đi đến. Có thể có cái này đặc thù quyền lợi đi vào tề lân gian phòng, ngoại trừ ôn nhu sơ xuân còn có thể là ai? Lão bản, bên ngoài có người tìm ngài. Sơ xuân đi tới bên giường, đối với tề lân nhẹ giọng nói rằng. Từ tề lân trở thành FFF cấp võ thuật gia phía sau, tinh lực thịnh vượng không được. Bình thường chỉ cần ngủ 4 tiếng phía sau, liền tinh lực dồi dào sau đó còn nương nhờ trên giường cũng là bởi vì nhuyễn hương vào ngực còn bắt đầu cái gì sớm giường sớm như vậy có người tìm ta đối phương có cũng không nói gì chính mình là ai tề lân vương người một cái sau đó ngồi dậy nhìn lấy cái kia lưu loát nhân ngư mã giáp tuyến còn có khoa trương công cậu thắt lưng sơ xuân mặt cười hơi phím hồng nhưng nàng vẫn là quan tâm cầm lấy tề lân y phục bắt đầu hầu hạ lão bản thay y phục vừa giúp tề lân thay y phục sơ xuân một bên nói ra nàng nói mình gọi lâm vận nhi là lão bản công ty nhân viên. Nghe được sơ xuân lời nói, tề lân gật đầu, con người đen mang theo một tiêu tán thưởng. Lâm Vận Nhi là bị tề lân lừa gạt đến viêm vực tới. Rõ ràng một mực kêu tề lân Âu Ba, lại sẽ không thái quá với vượt quá, cho rằng cùng tề lân quan hệ tốt bao nhiêu. Tới nhà cũng là tự xưng tề lân công ty nhân viên, mà không phải của hắn kiền muội muội, hảo bằng hữu gì gì đó. Nhà đầu kia tình thương vẫn là rất cao. Bị sơ xuân hầu hạ sau khi mặc quần áo xong, Tề Lân ở nàng thủy nhuận trên môi hôn một cái, sau đó cười vỗ vỗ nàng quả đào, đi cho ta ráng hai cái trứng đánh đường, sau đó tiếp theo bác chua xót mì nước. Sơ Xuân vẫn không có thói quen lão bản quấy rầy, mặt cười càng phát hồng nhuận, nhưng vẫn là ôm nhu gật đầu, ừm, ta cái này liền đi làm qua mặc áo thực không sầu sinh hoạt, Tề Lân trong nhà nữ hài tử đều có thói quen ngủ nướng. Sau khi xuống lầu, trong phòng khách không có bất kỳ ai, liền Ung Tư Lăng cũng còn trong chăn. Bất quá đây là bị Tề Lân cưỡng bắt. Còn không có nghĩ trận kia, Ung Tư Lăng ban ngày phải đi học, buổi tối còn muốn luyện đàn dương cầm đến đêm khuya, thần kinh nếu như căng thẳng. Hiện tại nghĩ, Tề Lân đau lòng chính mình cái này thân muội muội, tự nhiên muốn để cho nàng ngủ thêm một hồi. Tề Lân Âu Ba. Nhìn thấy Tề Lân từ trên lầu đi xuống, Lâm Vận Nhi ngạc nhiên từ trên ghế salon đứng lên, sau đó tiến lên đón. Vận Nhi vài ngày tìm không thấy, vừa dài đẹp. Tề Lân cười xoa xoa Lâm Vận Nhi đầu nhỏ. Hôm nay khí trời có chút lạnh, mới chỉ có 2 3 độ tả hữu thế nhưng cái này cũng không có thể ngăn cản Lâm Vận Nhi siêu khả ái mặc quần áo phong cách. Trong áo trên là một kiện lá sen hoa hoa lĩnh dệt len áo lót, bên ngoài phối hợp nhất kiện, hoàng sắc câu hoa áo lông áo dệt kim hở cổ, phía dưới ăn mặc bất đèn nhung váy ngắn, chân nhỏ đi một đôi hiện ra mặt màu rám nắng tiểu bì dày. Đen dài một mạch trên mái tóc, mang đỉnh đầu màu vàng ấm bơ rét. Vai đẹp bên trên còn đeo một cái màu nâu nhạt tà tay nải. Một cái manh manh đắt 13 tuổi xinh đẹp la lị cứ như vậy buộc vòng quanh tới. Hơn nữa bởi vì nhan sắc phối hợp, hiện ra da của nàng đặc biệt bạch, quả thực muốn phát quan giống nhau. Cảm ơn Âu Ba ca ngợi. Lâm Vận Nhi mặt cười mang theo một tia xấu hổ, cúi đầu, thưởng thức cùng với chính mình tiểu thủ. Thấy như vậy một màn, Sơ Xuân cũng là ôm nhu lắc đầu. Bây giờ tiểu nữ sinh, nhưng là thực sự quá hữu tâm cơ. Nhất cử nhất động, đều ở đây thảo lấy lão bản vui mừng. Bất quá nói đi thì nói lại, tề lân anh tuấn nhiều tiền, bên người hắn cái nào nữ hài, lại không hy vọng nhiều thu được hắn một điểm quan tâm đâu. Trước lại đây ngồi đi, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Tề lân cười ngồi ở trên ghế salon, sau đó vỗ vỗ chân của mình. Chương 574, giúp ngươi có thể, ngươi có vật gì có thể cảm tạ ta ư. Tề lân ý tứ, Lâm Vận Nhi đương nhiên minh bạch. Nàng tâm nhi một trận tiểu lộc loạn chàng. Nguyên tú nghiên luôn cho là nàng cái gì cũng không hiểu, không biết bán đảo làng giải trí hắc ám. Những thứ kia nữ đoàn thành viên, đều là tài việc đồ chơi. Những thứ này Lâm Vận Nhi tất cả đều minh bạch. Cho nên khi nàng gặp phải tề lân thời điểm, trong lòng liền âm thầm sinh ra một cái ý nghĩ muốn làm minh tinh liền không vòng qua được dựa bắt đùi vấn đề này cùng với làm cho những thứ kia hỏng bét lão đầu tử hoặc là đem nữ minh tinh coi là đồ chơi tài phiệt công tử làm bẩn còn không bằng liền theo tề lân âu ba nàng đã tỉ mỉ quan sát qua tuy là tề lân âu ba nữ bằng hữu có mấy cái thế nhưng hắn cũng không có giống như tài phiệt những công tử giàu có kia hoặc là hỏng bét lão đầu tử giống nhau đem nữ nhân của mình cho rằng trao đổi ít lợi lợi thế đưa cho nam nhân khác chơi chỉ là điểm này liền làm cho Lâm Vận Nhi cảm thấy, làm tề lân tình muội muội không có gì đáng lo. Tuy là nàng bây giờ còn nhỏ. Chậm rãi di chuyển cước bộ, Lâm Vận Nhi nhẹ nhàng ngồi ở tề lân trên đầu gối, rất sợ áp đến tề lân. Nhưng nàng bây giờ mới, chỉ có 70 cân trọng lượng, nhẹ bổng cái lông chim giống nhau. Nơi nào sẽ nặng? Tề lân trực tiếp ôm tiểu nha đầu, để cho nàng ngồi vào tới một ít. Sau đó vỗ nhẹ nàng một đôi mảnh khảnh mang ga chân. Cũng không biết Lâm Vận Nhi này đôi màu da tất chân mua ở đâu, có điểm quan chân thần khí cái loại này ý tứ, không phải nhìn kỹ, thật đúng là cho rằng giữa mùa đông, quan đùi đẹp, kháng hàng đâu. Lâm Vận Nhi có nửa tâm cơ, cũng chỉ là một cái tiểu nha đầu mà thôi. Bị tề lân cái này một khi dễ, thanh thuần u mê đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, xấu hổ khuôn mặt đầu cũng không ngất lên được. Nhưng nàng lại không quên chính mình tới nơi này chính sự. Tề lân Âu Ba, ta muốn mời giúp ta một chuyện được không? Lâm Vận Nhi trắng nõn xinh xắn ngọc thủ đặt ở tề lân đại thủ bên trên hắn còn tưởng rằng tiểu nha đầu muốn đem tay mình lấy ra, ai biết nàng cũng là đang điều chỉnh chính mình bàn tay vị trí để cho hắn yên tâm thư thích hơn một ít. cái này tiểu nha đầu đơn giản là nguy a, à. nói đi, ta đang nghe đâu. tề lân cười nhạt, thấy tề lân có đáp ứng ý tứ, lâm vận nhi mặt cười vui vẻ, vội vàng đem mụ mụ gần nhất gặp phải phiền phức nói ra, là như vậy, mẹ ta gần nhất cảm thấy đi công ty lộ trình quá xa, nàng lại lớn lên xinh đẹp như vậy, đối với viên vực cũng chưa quen cuộc sống nơi đây mỗi ngày ngồi taxi cũng không an toàn, đã nghĩ tự mua chiếc xe. Nàng ở một nhà tên là Trung Thăng Bôn Trì trong điếm, mua một chiếc chạy băng băng, Mercedes, E300 xe con, tốn chừng hơn 60 vạn. Nhưng là chiếc xe này vừa mới mở không đến 2 ngày, liền ra phát hiện động cơ lọc dầu tình huống. Mẹ ta đương nhiên sẽ không yên lặng ăn cái này thua thiệt, nàng trực tiếp tìm được rồi chiếc này chạy băng băng, Mercedes, 4S tiệm, sẽ đối phương trực tiếp lui khoản, hoặc là đổi một cái xe mới. Đối phương chứng kiến mẹ ta không phải viêm vực người, câu thông cũng không thuận tiện, liền khi dễ nàng. Bọn họ nói chiếc xe này là ta mụ mụ chính mình làm hư, bây giờ là bảo tu giai đoạn, chỉ có thể làm sửa chữa, mà không thể tiến hành đổi. Mẹ ta chứng kiến đối phương không giải quyết vấn đề này, liền mỗi ngày ở đối phương cửa tiệm duy quyền, thế nhưng bọn họ căn bản cũng không quản chuyện này, vẫn làm như không nhìn thấy. Cũng phải thua thiệt Lâm Vận Nhi trong khoảng thời gian này khắc khổ học tập tiếng Hoa, mặc dù nói như trước không đủ êm dịu, nhưng là lại đem trọn sự kiện rõ ràng nói ra. Nghe Lâm Vận Nhi khả ái hàng khang tiếng phổ thông, Tề lân không nhìn cười được. Âu ba, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng hiểu được mẹ ta quá ngu ngốc, hẳn là bị bọn họ khi dễ sao? Thấy tề lân còn cười rồi, Lâm Vận Nhi đôi mắt đẹp kiều sân nhìn hắn. Nhìn lấy tiểu la lị tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, chấp chớp hồn nhiên mắt to, tề lân tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng nói, muốn âu ba giúp ngươi, ngươi dù sao cũng phải muốn bắt đồ đặt cảm tạ âu ba nha. Lâm Vận Nhi đôi mắt đẹp lập tức hiện lên một vệt trắng nhạt, xấu hổ thưởng thức cùng với chính mình tiểu làng váy, Vận Nhi, Vận Nhi không biết có cái gì có thể cảm tạ Âu Ba, Âu Ba có thể nói cho Vận Nhi sao? Càng là loại này thanh thuần u mê khả ái dạng, Tề Lân càng dính chiêu này. Tề Lân nắm mắt Lâm Vận Nhi trắng nõn cầm, để cho nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng có thể yêu trề lên, Vận Nhi phải hay không phải nụ hôn đầu tiên? Là đúng vậy. Lâm Vận Nhi đôi mắt đẹp hốt hoảng nhìn về phía một bên, không dám cùng Tề Lân đối diện. Nụ hôn đầu của ngươi muốn nhất cho ai? tề lân lại hỏi lâm vận nhi cũng sắp khóc nàng vẫn như thế tiểu vấn đề này để cho nàng trả lời thế nào nha ta ta không biết tề lân cười hỏi vậy bây giờ cho tề lân âu ba có được hay không xinh đẹp la lị đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ thanh âm nhỏ yếu mũi từng cũng không chờ đợi thêm tề lân bay thẳng đến thủy nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn một cái đi ô ưng ừ một tiếng lâm vận nhi thật sớm liền thưởng thức được đại nhân ngọt ngào một cái tiểu la lị mà thôi có thể có bao nhiêu sức chống cự. Cũng liền mấy phút, Tề Lân liền uống cạn sạch mật hoa trà. Mà Lâm Vận Nhi lại là đôi mắt đẹp hiện lên hơi nước, chóng mặt tìm không được thiên nam địa bắc, vô lực tựa ở Tề Lân trong lòng. Tề Lân mặc dù là một đại phản phái, nhưng cũng là cái tuân thủ cam kết đại phản phái. Nếu bắt lại Tiểu Vận Nhi nụ hôn đầu tiên, dĩ nhiên là nên vì nàng giải quyết phiền phức. Ngồi mây bát, Tề Lân liền dẫn Lâm Vận Nhi đi đến trung thăng chạy băng băng, Mercedes tiệm. Nghe Vận Nhi nói, mẹ của nàng hiện tại vẫn ở chỗ cũ cửa tiệm duy quyền nàng sợ mụ mụ bị những thứ kia nhân viên cửa hàng khi dễ cho nên mới sáng sớm tìm đến tề lân hỗ trợ vận nhi làm sao ngươi tới nơi này người mặc cạn đồng phục màu xanh da trời bộ váy phối hợp với đen cao cân trắng như tuyết trên cổ mang theo một chuỗi dây chuyền trân châu giống như thiếu phụ tiếu gia nhân một dạng nguyên tú nghiêng lúc này đang đứng tại cái kia chiếc mới mua chạy băng băng Mercedes, trước nhìn thấy lâm vận nhi hướng cùng với chính mình đã chạy tới nàng mặt cười mang theo một tia kinh ngạc dùng tiếng hàng hỏi bất quá khi nàng nhìn thấy lâm vận nhi sau lưng tề lân lúc đôi mắt đẹp lập tức mang theo một chút hoảng hốt nhanh chóng không người hướng tề lân giấu chấm hỏi lão bản buổi sáng tốt lành hiện tại nguyên tú nghiên là tề lân nhân viên hơn nữa đã biết tề lân bá đạo thủ đoạn lại tăng thêm bán đảo bên kia từ nhỏ quán thâu tôn ti khái niệm nguyên tú nghiên đã sớm không giống lúc mới tới xúc động như vậy vận nhi đã đem chuyện của ngươi nói với ta theo tới đến đây đi ta giúp ngươi xử lý chuyện này tề lân hướng phía nguyên tú nghiên cười nhạt sau đó để một cái hướng phía bốn s trong điếm đi tới nghe được tề lân những lời này nguyên tú nghiên thì biết rõ vì sao hắn biết tới nơi này tề lân đi rồi nguyên tú nghiên đôi mắt đẹp lập tức trừng chính mình khuê nữ liếc mắt nàng chính là không muốn thiếu tề lân nhân tình càng không muốn cùng tề lân dính líu quan hệ mới chỉ có chính mình một cái người giải quyết vấn đề này hiện tại tốt lắm lại không thể không cùng tề lân dính líu quan hệ lâm vận nhi bị mẫu thân răng dậy nàng nghịch ngợm phun ra tinh bột lưỡi đuổi sát theo tề lân bối ảnh kéo cánh tay của hắn hướng phía trong điếm đi tới mà nhìn lấy lâm vận nhi cùng tề lân thân mật thần thái nguyên tú nghiêng đôi mắt đẹp bỗng nhiên hiện lên vẻ lo âu nàng chiếu cố lấy lo lắng tề lân đối nàng nổi lên tâm tư lại không dự liệu được nhà mình tuyệt mỹ khuê con gái mới lớn đối với nam nhân sức mê hoặc đã là không có gì sánh kịp cầu hoa tươi phiếu đánh giá khen thưởng thúc giục thêm hoa tươi cầu các huynh đệ cho tề lân nhiều một chút đổi mới động lực số liệu rất lâu không động quá không có điểm tự động đặt các huynh đệ điểm một cái, về sau đọc sách không phải lạc đường, tự động đặt cũng là tác giả chịu lấy sinh tồn đồ đạc, tề lân bái tạ các huynh đệ. Thời khắc, có lẽ có thể nhìn ra hắn có một cái không giống tầm thường đã qua miệng. Chương 575, Nguyên Tú Nghiên thành tề lân lão bà. Nguyên Tú Nghiên đã bị trung thăng chạy băng băng, mẹ xe đét, điểm kéo vào sổ đen. Trong điểm nhân viên vẫn chú ý nhất cử nhất động của nàng. Khi thấy một chiếc mây bát ở cửa tiệm dừng lại, hơn nữa từ phía trên từ dưới một vị trẻ tuổi cùng nguyên tú Nghiên phàn đàm. Bốn S điểm người phụ trách thì biết rõ sự tình không thích hợp. Bất quá, tuy là hắn cảm thấy sự tình khả năng biến đến có điểm vướng tay chân, thế nhưng trên mặt cũng không biểu tình hốt hoảng. Có thể mở lên được mây bác, đối phương giá trị con người cũng không phi, phải là một có tiền phú nhị đại mà thôi. Nhưng đây cũng như thế nào? Trung Thăng chạy băng băng, Mercedes, 4S điếm lão bản, có thể trở thành là viêm vực nhóm đầu tiên trao quyền đại lý chạy băng băng, Mercedes bán ra công ty Phía sau đồng dạng có tài lực hùng hậu, cùng nhân tế quan hệ. Nguyên tiểu thư, vô luận ngươi theo chúng ta nói bao nhiêu lần, chúng ta trả lời thuyết phục chỉ có một cái, chiếc xe này chỉ có thể bảo tu, không thể trở về, đây đã là chúng ta mức độ lớn nhất nhường nhịn. Dù sao chiếc xe này là chính ngài làm hư, chúng ta làm được cái này dạng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chạy băng băng, Mercedes, điểm một gã tiêu thụ qua đây từ tốn nói. Đối với cái này danh tiêu thụ, Tề Lân viết đều không viết hắn liếc mắt, chỉ là ngữ khí đạm mạc nói ra cho các ngươi bốn ép điếm người phụ trách qua đây tề lân cấp trên khí thế không phải một gã nho nhỏ tiêu thụ có thể ngăn cản trong lòng đối phương hoảng hốt chỉ cảm thấy tề lân dường như có thể quyết định sống chết của hắn một dạng bọn họ dám đối đãi như vậy nguyên tú nghiên là cảm thấy nàng một nữ nhân dễ khi dễ hơn nữa còn là người bên ngoài nhưng tề lân rõ ràng chính là viêm vực người khí chất trên người cũng bất đồng với người bình thường những thứ này tiêu thụ liền không dám dùng đúng đợi nguyên tú nghiên thái độ đối đãi tề lân ngày trước chờ một chút tiểu mỹ trước cho vị này hộ khách châm trà. Tên này tiêu thụ đối với tề lân lễ phép nở nụ cười, sau đó nhanh chóng đi phòng làm việc tìm chính mình thủ trưởng. Chỉ chốc lát, một người mang kính mắt nhã nhặn trung niên nam nhân theo vừa rồi tên kia tiêu thụ đã đi tới. Ta là trung thăng chạy băng băng, Mercedes, xe gian hán thành phố tiệm tổng giám đốc tiếu mới, xin hỏi tiên sinh quý tính. Đối phương khách khí hỏi. Tề lân không có công phu cùng đối phương nói linh tinh chấp nối, hắn nhàn nhạt nói ra, ta lão bà ở các ngươi trong điếm mua chiếc chạy băng băng, Mercedes mới lái về da đi động cơ liền lọc dầu không biết còn tưởng rằng chiếc xe này là sự cố xe nghe được tề lân nói mình là hắn lão bà nguyên tú nghiêng mặt cười bá một cái liền đỏ nàng nghĩ biện giải kia mà thế nhưng tề lân bây giờ đang ở giúp hắn cùng người khác lý luận hiện tại một vạch trần không phải là không nể mặt mũi sao nàng chỉ có thể cắn môi dưới mắt cỡ đỏ mặt giả giả không nghe thấy vị tiên sinh này ngươi nói chuyện là muốn nói chứng cứ tiệm chúng ta xưa nay sẽ không bán sự cố xe còn có tân trang xe điểm ấy ta có thể bảo hiểm đối phương nghe được tề lân nói mình bán xe là sự cố xe nhanh chóng giải thích tề lân cũng là ngắt lời hắn đừng nói với ta những thứ này ta nói các ngươi trong tiệm xe là sự cố xe hắn chính là ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn hoặc là dựa theo bán ngụy liệt sản phẩm xử phạt điều lệ giả một bồi ba bồi ba chiếc xe mới cho ta thê tử hoặc là trực tiếp đem gấp ba xử phạt kim đánh tới tài khoản của nàng bên trong ngươi tự lựa chọn a trong điểm xảy ra lớn như vậy sự tình rất xem thêm xe phú thương khách hàng đều qua đây vây xem hướng về phía hai người chỉ rõ lúc này tiệm quản lý sát mặt cũng khó xem hắn bây giờ là đâm lao phải theo lao nghe tề lân ngữ khí còn có hắn khí chất trên người cũng không giống là người bình thường đắc tội sau khi đứng lên mặt sợ rằng có đại phiền toái nhưng vấn đề là thừa nhận xe có chuyện bồi thường xe mới hoặc là tiền cho nguyên tú nghiêng không phải là đang đánh mình mặt sao không nói hiện tại trong tiệm khách hàng về sau còn có mới khách hàng dám đến nơi đây mua xe sao cắn răng tiếu quản lý trực tiếp cự tuyệt tề lân yêu cầu những điều kiện này quá hà khắc rồi mời tiên sinh lý giải một cái chúng ta căn bản không cách nào thỏa mãn ta cũng mời tiên sinh trước bình phục một cái tâm tình theo ta đi bên trong phòng làm việc ngồi xuống chậm rãi trò chuyện như thế nào đây đi vào trong chậm rãi trò chuyện các ngươi là có thể bằng lòng hai cái điều kiện này tề lân cười rồi trong nụ cười mang theo một tia nghiền ngẫm tiếu mới sửng sốt một chút sau đó lắc đầu ta nói điều kiện này quá hà khắc đừng nói là ta, chính là chúng ta công ty tổng giám tới, cũng không thể bằng lòng, lại nói, chiếc xe này cũng là nguyên tiểu thư chính mình làm hư. Tề lân không có hứng thú nghe đối phương con vịt chết mạnh miệng trốn tránh trách nhiệm. Ta đã đã cho các ngươi cơ hội, nhưng rất đáng tiếc, các ngươi không có quý trọng cơ hội này. Tề lân cũng lười nói nữa nói chuyện, trực tiếp gọi cho Tần hán sáng điện thoại. Tiểu lân A, gọi điện thoại có phải hay không lại có việc tìm ta? Tần hán hiện ra cười hỏi. Tề lân cứu Tần hán sáng nhi tử, hơn nữa hiện tại hắn thừa kiến hùng sở cao giá là vương trường quan trong mắt thanh niên kiệt xuất xí nghiệp gia không việc này tần hán hiện ra đều biết sở dĩ quan hệ của hai người cũng không có theo tần hán hiện ra mấy lần hỗ trợ mà làm nhạc ngược lại càng phát kiên cố đứng lên ta lão bà ở chính giữa thăng chạy băng băng mẹ xe đét mua xe mới lái về nhà động cơ liền lọc dầu vì chuyện này ta theo đối phương giảng đạo lý đối phương lại theo ta muốn lưu manh tần lão ca cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào tề lân cười hỏi tần hán hiện ra nghe được tề lân lời nói hoặc kê cười, ngươi tiểu tử này a, à, vô sự không lên tam bảo điện, bình thường cũng không biết gọi điện thoại cho ta, liên lạc một chút tình cảm, hiện tại muốn người hỗ trợ, vừa nghĩ đến lão ca. Được chưa, ngược lại ta hiện tại nhàn rỗi cũng không sự tình, vừa vặn sang đây xem một cái. Tề lân cúp điện thoại xong phía sau, liền rút ra một điếu thuốc lá. Chu phá quân lập tức hiểu chuyện tiến lên ban tề lân nhen lửa. Tề lân cứ như vậy đứng ở trong đại sảnh, không để một chút để ý người chung quanh nhãn quan. Nguyên tú nghiêng mặt cười càng phát hồng nhuận, bởi vì đây là tề lân lần thứ hai đối mặt người bất đồng, nói mình là hắn lão bà. Cùng lúc đó, nàng cũng thật tò mò tề lân trong miệng cái này tần lão ca là người phương nào, có phải thật vậy hay không có thể giúp nàng giải quyết gặp phải phiền phức. Còn như Lâm Vận Nhi, lúc này đã là đôi mắt đẹp mang theo vẻ sùng bái nhìn về phía tề lân. Tề lân không có lúc tới, hai mẹ con người như là rung lẫy bảy con thỏ nhỏ một dạng, để cho người khi dễ. Ba, bốn thế nhưng tề lân thứ nhất, khí thế liền trong nháy mắt thay đổi. Không thấy được cái kia tiếu quản lý, lúc này đã đầu đầy đại hãn. Bởi vì hắn không biết tề lân gọi tới rốt cuộc là người phương nào, mình rốt cuộc có thể hay không ứng phó. Sau 20 phút, vài buôn bán quản lý cục chụp hình xe công vụ dừng ở trung thăng chạy băng băng, mẹ xe 4 s cửa tiệm. Tần hán hiện ra sau khi xuống xe, mang cùng với chính mình thuộc hạ đi đến. Không đợi tiếu quản lý hỏi tần hán sáng thân phận, tần hán sáng bí thư cũng đã xuất ra giấy hành nghề, sắc mặt nghiêm túc nói ra, chúng ta là quản lý công thương cục, đây là chúng ta gian hán thành phố quản lý công thương cục tần cục trưởng, chúng ta nhận được có người tố cáo, nói các ngươi trong điếm có kẻ khả nghi buôn bán lừa gạt hành vi, mời các ngươi hiện tại tiếp thu điều tra của chúng ta. Tiếu quản lý, từ đối phương báo ra thân phận mình một khắc kia, Tiếu mới liền biết mình đã xong. Chương 576, Lâm Vận Nhi trợ công, dẫn sói vào nhà. Sĩ nông công thương. Tuy là theo xã hội tiến bộ mướn phòng, thương nhân địa vị đã tiến bộ rất nhiều. Thế nhưng ở làm quan trong mắt, như trước cùng con kiến hôi không khác nhau gì cả. Chỉ cần đối phương muốn cho ngươi qua không phải thoải mái, luôn có thể tìm được một vạn cái để cho ngươi sụp đổ phương pháp. Tiếu mới không nghĩ tới, trước mắt cái này mới nhìn qua vẫn chưa tới 20 tuổi người trẻ tuổi, một chiếc điện thoại là có thể gọi tới gian hán thành phố cục công thương cục trưởng loại này đại nhân vật. Coi như là trung thăng chạy băng băng, mẹ xe điếm lão bản, giá trị con người ức vạn phú hào, muốn hẹn trước tầng hán bày ra ăn một bữa cơm, chỉ sợ hắn cũng chưa chắc nể tình. Cái kia cái này bên trong khả năng có hiểu lầm gì đó, kỳ thực chúng ta cũng không phải không nói đạo lý, vừa rồi vị tiên sinh này nói những thứ kia điều kiện, chúng ta có thể đi vào nói chuyện cũng có thể bàn xong xuôi tiếu quản lý mồ hôi lạnh liên tục nhanh chóng đại lui bước ám chỉ tề lân đừng làm rộn lớn như vậy làm cho tất cả mọi người có một cái hạ bậc thang vừa rồi tề lân nói điều kiện hắn cũng đều sẽ bằng lòng người đâu đều là đồ đê tiện vừa rồi cùng ngươi hảo hảo lúc nói làm gì đi tề lân khóe miệng lộ ra một vệt cười nhạt rồi hướng tần hán hiện ra nói ra tần ca chuyện này liền giải quyết việc chung a à, không cần hỏi ta cái gì không bảy ý kiến tề lân lời này rất rõ ràng không muốn cho đối phương mặt mũi, làm cho tầng hán hiện ra hướng nặng bên trong phạt, đang chỉnh đốn kinh doanh gì gì đó. Đương nhiên, đối phương nên thường cho nguyên tú nghiên tiền, cũng một phần cũng không thể thiếu. Chứng kiến tệ lân một điểm cho hắn nhận sai chỗ trống cũng không lưu lại, tiếu mới nhất thời mặt xám như tro tàn. Sự kiện lần này nếu như truyền tới lão bản trong lỗ tai đi, hắn người quản lý này cũng ngồi vào đầu. Kế tiếp, chính là công sự công bạn phân đoạn. Nguyên tú nghiên chiếc kia lọc dầu xe, được đưa đến nghề nghiệp cơ cấu đi giám định mà trung thăng chạy băng băng, mẹ xe đét, gian hán tiệm cũng bởi vì kẻ khả nghi buôn bán lừa gạt khách hàng, bắt đầu tiến nhập ngừng kinh doanh chỉnh đốn kỳ. Còn như lúc nào có thể khai trương, nhìn trung thăng chạy băng băng, mẹ xe 4S điếm lão bản, ngầm bên dưới cùng tề lân đánh cờ. Là cùng tề lân liều chết đến cùng, vẫn là tuyển trạch đăng môn bồi tội. Tiểu lân A, nhà của ta nhảy con nhưng là vẫn la hét ầm ĩ lấy muốn cùng ngươi cái này thúc thúc chơi, lúc nào tới nhà của ta một chuyến A, ta để cho ngươi chị dâu làm một trận thức ăn ngon, chúng ta ca hai hảo hảo uống một chén. Sự tình xử lý xong, Tần Hán hiện ra cười ha hả nói với Tề Lân. Tề Lân trưởng thành, Tần Hán lượng một mực nhìn ở trong mắt. Đặc biệt hắn còn là quản lý công thương cục cục trưởng, Tề Lân cũng ít nhiều công ty sản nghiệp, hắn là rõ ràng nhất. Nghĩ đến một cái không đến 20 tuổi thiếu niên, tuổi còn trẻ liền thân gia 10 tỷ, hơn nữa tài phú còn đang không ngừng tích lũy trung. Nếu như trước đây Tần Hán hiện ra là vì báo ân nói, vậy bây giờ chính là nổi lên kết giao Tề Lân, đem hắn chân chính làm ngang hàng địa vị minh hữu đối đãi. Cả người giá cả trên 10 tỷ, thậm chí hơn trăm tỷ bằng hữu, đối với sĩ đồ của hắn có thể sẽ không nhỏ trợ giúp. Hai ngày nữa a, à, đến lúc đó ta lại mang một bằng hữu cho tần ca nhận thức. Tề lân vừa cười vừa nói. Hắn nói bằng hữu, đương nhiên là nhạc phụ của mình Lam Cương. Lam Cương trước đây chỉ là một hình cảnh đội trưởng, cùng tần hán sáng thân phận căn bản không cách nào so với. Tề lân nghe nói, tần hán hiện ra gần nhất đã tạm giữ chức thường vụ phó thị trưởng, tiền đồ sáng lạng hiện tại Lam Cương còn là một phó cục trưởng, coi như là thăng chức đang cục trưởng, cũng là căn cơ bất ổn. Làm cho hắn cùng Tần Hán hiện ra nhận thức một chút, chỗ tốt tuyệt đối không ít. Ồ, ngươi tiểu tử này còn có bằng hữu giới thiệu cho ta biết, ta đây nhưng là có chút chờ mong. Tần Hán hiện ra lộ ra một bộ cảm giác hứng thú biểu tình. Được rồi, ta bây giờ còn là giờ làm việc, liền không cùng ngươi tán gẫu, chúng ta gặp lại sau. Tần Hán hiện ra vỗ vỗ tề lân bả vai cười cáo từ. Quay lại thấy, tề lân cũng cười gật đầu chờ các loại tề lân lại xoay người lại lúc phát hiện nguyên tú nghiêng đang mặt cười ngơ ngác xem cùng với chính mình xử lý trung thăng chạy băng băng mercedes chủ lớn thì lớn thách chuyện này nàng ở khác người cửa tiệm ngốc duy quyền 2-3 ngày cả kia cái tiếu quản lý cũng không thấy đến một mặt mà tề lân đâu một chiếc điện thoại đã bảo tới giang hán thành phố quản lý công thương cục cục trưởng trực tiếp làm cho cái kia sắc mặt thảm đạm xong việc liền mục tia cơ hội phản kháng đều không có chẳng lẽ đây chính là quyền thế bi lực sao thấy choáng, là không phải là cho tới nay chưa thấy qua như thế có cảm giác an toàn nam nhân. Tề Lân cười chế giễu Nguyên Tú Nghiên một câu. Nguyên Tú Nghiên mặt cười ửng đỏ, trong lòng cư nhiên không gì sánh được tán thành Tề Lân những lời này. Tề Lân tuy là bại hoại một điểm, thế nhưng hắn dành cho phái nữ cảm giác an toàn, đích thật là không có gì sánh kịp. Nàng chồng trước cùng Tề Lân so với, đơn giản là một cái trên trời, nhất cái dưới đất. Ở bán đảo bên kia thời điểm, chỉ cần đối phương quyền thế địa vị cao hơn một chút, tuổi tác lớn một điểm co như là đối phương sai, chồng trước nàng cũng muốn cúi đầu không lưng, liên tục nhận sai. Trước kia Nguyên Tú Nghiên cũng quen rồi cuộc sống như thế. Dù sao ở công ty rõ ràng bán đảo, mọi người đều là cái này dạng. Nhưng bây giờ gặp Tề Lân, Nguyên Tú Nghiên chợt phát hiện mình có chút coi thường chồng trước nam nhân như vậy. Đại trưởng phu lập giữa thiên địa, há có thể lâu ở dưới người, giống như Tề Lân cái này dạng thời khắc mấu chốt có thể vì nữ nhân của mình chỗ dựa, tài năng, mới có thể gọi là chân nam nhân không phải sao? Phi 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 nguyên tú nghiên ngươi đang nói linh tinh gì thế hắn chỉ là vì thay ta xuất đầu mới chỉ có giả mạo trượng phu của ta chúng ta không hề có một chút quan hệ hắn mới chỉ có không phải của ta nam nhân phát hiện mình nghĩ sai nguyên tú nghiên liên tục né đầu đem ý tưởng rối bung đánh đuổi lão bản tề lân tiên sinh sự tình hôm nay đối với nhiều ngươi thực sự phi thường cảm tạ nguyên tú nghiên chưa quên chính sự một đôi trắng loãng ngọc thủ đặt ở trước bụng lấy tiêu chuẩn thuộc nữ nói lời cảm tạ tư thế đối với tề lân hơi không người cái góc độ này tề lân vẫn là thật thích nhìn lấy thiếu phụ một vệt trắng nõn còn có ngực lớn khoa trương tề lân nhớ lại hàng khắp nơi bên trong điển hình mỹ nữ xuyên dựng cảm tạ cũng không cần nói dù sao ngươi nói ta lão bà đúng hay không vì chính mình lão bà cùng nữ nhi xuất đầu là một người nam nhân phải làm tề lân trong tròng mắt đen mang theo một tia nghiền ngẫm nguyên tú nghiêng mặt cười soạt một cái đỏ đầu thấp hơn căn bản không biết dùng thái độ gì đối đãi tề lân tề lân tiên sinh ta trước mang vận nhi đi trở về lần nữa cảm tạ hôm nay ngươi trợ giúp. Nói xong, nàng dắt cùng với chính mình nữ nhi tiểu thủ, vội vội vàng vàng lấy liền chuẩn bị rời đi. Nhưng Lâm Vận Nhi lại kéo lại mẫu thân của mình, chu cái miệng nhỏ nhắn hơi có chút không vừa ý nguyên tú nghiên thái độ đối với Tề Lân, mụ mụ, Tề Lân Âu Ba giúp chúng ta lớn như vậy vội vàng, chúng ta không thể cứ đi như thế. Ngươi không phải thường thường nói cho Vận Nhi, phải ân hình ảnh 927 báo sao. Không nói khác, chúng ta hiện tại cũng có thể đem Tề Lân Âu Ba mời về trong nhà, hảo hảo vì hắn làm một trận phong phú cơm trưa, thưởng cho hắn đúng không? Nghe được Vận Nhi lời nói, Tề Lân trong lòng nhịn không được nhìn một cái giơ ngón tay cái lên. Cái này tiểu nha đầu thật đúng là một tốt máy bay yểm trợ, rất sợ hắn đối với mình mụ mụ không có hứng thú. Miên Tú nghiêng trong lòng cũng là cười khổ không thôi. Nàng dĩ nhiên muốn cảm tạ Tề Lân a. À. Nhưng nàng càng có thể nhìn ra Tề Lân trong mắt đối với mình dục vọng. Nàng và chồng trước chỉ là giả ly hôn mà thôi, vì Vận Nhi đọc sách vấn đề. Hai người sớm muộn là muốn phục hôn. Nàng không thể phản bội mình trượng phu, làm ra chân đạp nhiều thuyền sự tình tới. Nhưng khuê nữ đều nói như vậy, mình bây giờ còn cự tuyệt, vậy quá không nói được. Nguyên Tú Nghiên chỉ có thể cắn môi dưới, đối với tề lân nhỏ giọng nói ra, tề lân tiên sinh, nếu như không ngại, buổi trưa hôm nay liền tới trong nhà ăn bữa cơm A, tự xem như là su di ông cảm tạ tề lân tiên sinh trợ giúp. Vốn chính là khí chất thiếu phụ, hiện tại cái này ngô nông mềm giọng mời mình, tề lân cười tủng tiễn liền đáp ứng nói, được A, vừa vặn ta cũng muốn nếm một cái chánh tông hàng thức liệu lý. Thẳng thắng. Nghe được tề lân cũng không cầu hoa tươi. Phiếu đánh giá. Khen thưởng. Thúc giục thêm. Hoa tươi. Cầu các huynh đệ cho tề lân nhiều một chút đổi mới động lực. Số liệu rất lâu không động quá. Không có điểm tự động đặt các huynh đệ điểm một cái. Về sau đọc sách không phải lạc đường, tự động đặt cũng là tác giả chịu lấy sinh tồn đồ đạc, tề lân bái tạ các huynh đệ. Thời khắc, có lẽ có thể nhìn ra hắn có một cái không giống tầm thường đã qua. Khách khí, trực tiếp đáp ứng, nguyên tú nghiên tâm nhi mảnh địa một cái, luôn luôn chủng dẫn sói vào nhà cảm giác. Chương 577, chín mùi trái cây, nên hái. Nuôi khoảng sự tình ngươi không nên gấp cáp, hai ngày này đối phương sẽ chuyển cho ngươi, hoặc là trực tiếp bồi thường ngươi ba chiếc xe. Thế nhưng đối phương vô luận như thế nào chịu nhận lỗi, gấp bội bồi thường mê hoặc ngươi, để cho ngươi tha thứ bọn họ, ngươi cũng không nên đáp ứng. Kế tiếp chính là ta cùng đối phương sự tình, đối phương nghĩ nhân, nhất định phải tới tìm ta. Nguyên tú nghiên mua chiếc kia xe mới bị cầm đi giám định nguyên tú nghiên cùng lâm vận nhi đều ngồi ở tề lân mây bát bên trên hai mẹ con người một tả một hữu đem tề lân chen ở chính giữa nếu như tề lân một tay lầu một cái đây tuyệt đối là nhân sinh đỉnh phong nhưng tề lân minh bạch hiện tại còn hơi sớm vì mẫu lại được chính mình như vậy ba ngày ban mặt dẫm đạp hai người tôn nghiêm nàng nhất định sẽ hăng hái phản kháng ngược lại nguyên tú nghiên đã bị hắn dẫn tới viêm vực đồng thời nắm ở trong tay cũng không nhất thời vội vã nguyên tú nghiên ngược lại là hiểu chuyện gật đầu sau đó ngượng ngùng nói ra, tiền ta không thể nhận, tiền này là ngươi muốn muốn. Cái này kém chất lượng tiếng hoa, nghe tề lân một mạch cao mày. Ngươi bây giờ ở viêm vực phát triển, nhất định phải nhập gia tùy tục, điểm này ngươi nhất định phải hướng vận nhi học tập, nếu không, về sau làm sao còn cùng ta hoặc là đồng sự bình thường câu thông. Nghe được tề lân khen mình, lâm vận nhi một đôi đôi mắt to xinh đẹp đắc ý nhìn thoáng qua mẫu thân. Nguyên tú nghiêng đôi mắt đẹp mang theo một tia bất đắc dĩ. Nàng đã 32, năng lực học tập nào có vận nhi nhanh nàng đã tải rất nỗ lực học được rồi. Nhưng lão bản lời nói nàng lại không dám phản bác, chỉ có thể nhanh chóng nói ra, ta ta sẽ nỗ lực học tập nói xong phổ. Phổ nói. Sau 20 phút, mấy người đi tới Nguyên Tú Nghiên trong nhà. May mắn Nguyên Tú Nghiên trước đây ở bán đảo trong nhà, là bán chuyên nghiệp nửa gia đình bà chủ, quen một bên chiếu cố lâm vận nhi, một bên công tác. Trong nhà ngược lại là chuẩn bị sẵn lấy mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Sau khi vào cửa, Lâm Vận Nhi vốn là muốn cho Tề Lân cầm dép lê, nhưng là lại bị nguyên tú nghiêng giành trước lâm vận nhi tò mò nhìn cho tề lân đổi giày mụ mụ ở bán đảo trừ của mình trượng phu nữ tính sẽ không đối với bất kỳ nam nhân nào làm ra động tác này chẳng lẽ mụ mụ cũng thích tề lân âu ba nghĩ vậy lâm vận nhi có chút khổ não nàng ngược lại không phải là đố kỵ mẹ của mình dù sao mụ mụ đã cùng ba ba ly hôn có thể rõ ràng ca ca cũng thích nàng đợi nàng trưởng thành ca ca là chọn nàng vẫn là chọn mụ mụ đâu hoặc là hai cái đều muốn lâm vận nhi đôi mắt đẹp mang theo một tia ngượng ngùng nàng nhưng là liền yêu đương đều không nói qua thoáng cái tới khoa trương như vậy cuộc tình tay ba nàng căn bản không kèm được a à. trên thực tế là lâm vận nhi nghĩ lầm nguyên tú nghiên chủ động cho tề lân đổi dép lê đó là vì bảo hộ lâm vận nhi lâm vận nhi vẫn như thế tiểu làm sao có thể làm ra cho một người nam nhân đổi dép lê động tác này đây chính là giữa phu thê mới có cử động hiện tại quen như thế hầu hạ tề lân về sau đợi nàng lớn lên làm sao còn lập gia đình à mấy người đang trước cửa ma kỹ một hai ngày nhưng không biết đối diện cửa hàng xóm lại mở nguyên lai like là trần thục nghi xuất môn ném rác rưởi nhìn lấy theo nguyên tú nghiêng vào cửa tề lân bối ảnh trần thục nghi đôi mi thanh tú cau lại cái này bối ảnh làm sao có loại quen thuộc cảm giác nhưng này hàng xóm là bán đảo người ta không có khả năng nhận thức bán đảo người bên kia a lắc đầu chỉ cho rằng mình nhìn lầm rồi trần thục nghi đi về phía nơi thang máy tề lân sau khi đi vào cửa cái này vừa nghĩ đến một chuyện ta nói cái tiểu khu này có chút quen thuộc đây không phải là ta và thục nghi lão bà sào huyệt ân ái sao cái này thật đúng là là đúng dịp nguyên tú nghiên mua phòng ở cư nhiên cùng thục nghi lão bà phòng ở góc một khối tề lân lúc này có chút dở khóc dở cười âu ba ngươi đang nói cái gì nhỉ của người nào phòng ở góc một khối lâm vận nhi một đôi đôi mắt to xinh đẹp đang chấp chấp nhìn lấy tề lân giống như loại số mạng này vậy an bài vừa khớp hay là chờ các nàng chính mình phát hiện mới có thú tề lân cười lắc đầu không có gì ngươi nghe lầm ồ Lâm Vận Nhi cái miệng nhỏ nhắn đô đô, nàng mới chỉ có không có nghe lầm đâu, rõ ràng cho thấy Tề Lân Âu Ba không muốn nói. Bất quá Lâm Vận Nhi cũng không phải cố tình gây sự nữ sinh, cũng không dám cùng Tề Lân hồ nháo, liền khéo léo không hỏi nữa. À, Tề Lân còn không có trên ghế salon ở phòng khách ngồi xuống, tòa hạ liền nghe được trù phòng bên kia truyền đến Nguyên Tú nghiên tiếng kêu sợ hãi. Tề Lân sửng sốt một chút, sau đó cùng Lâm Vận Nhi nhanh chóng hướng phía trù phòng đi tới, mới vừa đi tới cửa phòng bếp đề lân liền chứng kiến không khỏi tức cười một màn nguyên tú nghiên nhà trù phòng là cái loại này thủy tinh kéo cửa thiết kế xuất nhập cảng địa phương có một ngưỡng cửa ước chừng có cao 10 cm cả hữu lúc này nguyên tú nghiên nhà trù phòng đã bị thủy im không có đầu có lẽ là không thấy tỉ mỉ nguyên tú nghiêng liền đi vào trù phòng chờ các loại nước dơ thấm ướt trắng nõn chân nhỏ nguyên tú nghiêng mới phản ứng được kêu lên sợ hãi đúng vậy không sai chính là nước dơ bởi vì thủy mạng kim sơn nguyên nhân phía dưới ống nước xuất hiện cuồn cuộn phía dưới trù thừa vấy mở thủy cùng nhau ngã đi lên. Mụ mụ, nhà của chúng ta trù phòng làm sao nhiều như vậy thủy à? Lâm Vận Nhi kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn, sau đó đã nghĩ tiếng lên đỡ mẫu thân mình. Tề lân tay mắt lanh lẹ, kéo nàng lại, đừng qua đấy, bên trong mặt nước đều là vấy mở, phía dưới sàn nhà lại là gạch men sứ, rất dễ dàng liền ngã sấp xuống. Nguyên tú nghiêng mặt cười ửng đỏ nhìn thoáng qua tề lân, thầm nghĩ nam nhân này cư nhiên như thế tỉ mỉ. Thời khắc này nàng, chính là đỡ cửa kiếm liền một bước cũng không dám di chuyển cứ việc nàng đã mặc dép lê, thế nhưng dưới bàn chân trượt không được, tùy thời đều có khe trượt khả năng. nhưng là mụ mụ nàng. Lâm Vận Nhi lo lắng nhìn thoáng qua còn đứng ở dọc nước bên trong nguyên tú nghiên. Tề Lân cười nhạt, cái này đơn giản, ta đem nàng ôm ra là được rồi. nói xong, Tề Lân không đợi nguyên tú nghiên phản ứng kịp, hai cái tay một chỉ chép ở nguyên tú nghiêng dưới cánh tay, một tay chép ở nàng đầu gối chỗ. a. À. nàng lần nữa kinh hô một tiếng, liền nhấc lên khỏi mặt đất, bị Tề Lân công chúa ôm vào trong ngực nếu như chỉ là ông công chúa thì cũng thôi đi làm ý thức được tề lân ở trên quả đào lúc nguyên tú nghiên giống như con kiến trên thân giống nhau dùng dằng xấu hổ vội la lên tề lân tiên sinh ngươi mau buông ta xuống khổ thấy tốt thì lấy đạo lý tề lân vẫn hiểu hắn cười nhúng nhúng vai trực tiếp đem nguyên tú nghiên buông nguyên tú nghiên nắm thật chặt làng váy cắn môi dưới đôi mắt đẹp tràn đầy ngượng ngùng phía quá khuôn mặt nhỏ nhắn đã đã sanh hài tử thân là thiếu phụ nàng vừa rồi kém chút bị tề lân khí tức phái nam hương động tình cũng không phải nói nàng có bao nhiêu thích tề lân, thật sự là nàng và chồng trước sau khi ly dị hai năm qua, bởi vì phải giấu giếm được bán đảo ngành giáo dục, miễn cho bị phát hiện lừa gạt nhập học danh ngạch. Sở dĩ cũng không dám cùng chồng trước ở chung, đi tử điếm gì gì đó. Trời tối người yên thời điểm, Nguyên Tú Nghiên cũng chỉ có thể đem một lời u oán toàn bộ vùi đầu vào tiểu thuyết đang sáng tác. Có thể nói, tề lân thời cơ tham gia vừa vặn. Bây giờ Nguyên Tú Nghiên, chính là một viên chính mùi trái cây, là thích hợp nhất hái thời khắc. Chương 578, quá lớn dùng sức trần thục nghi nghe choáng váng tại trù phòng chuyện gì xảy ra làm sao nhiều như vậy dọc nước rõ ràng chiếm nhân gia đại tiện nghi tề lân lại như không có chuyện gì xảy ra hỏi đổi lại là bất luận cái gì một cái người nguyên tú nghiên hiện tại đã một cái tác đánh tới nàng lại không phải là cái gì đảng phụ cùng chồng trước ở riêng hơn hai năm cũng chưa bao giờ lạc lối ý tưởng có thể tề lân cùng người thường không giống với hắn là cái đại phản phái đại ma đầu chính mình dung mạo xinh đẹp hắn đối với mình có ý tưởng cũng không kỳ quái. Hiện tại tề lân vẫn chỉ là ăn ăn tào phớ gì gì đó, không có có đại động tác gì. Nguyên tú nghiêng sợ chính mình quá độ phản kháng, hoặc là lăng nhục tề lân biết làm tức giận hắn. Chính mình tại viêm vực cơ khổ không chỗ nương tựa, chọc giận tề lân mạnh mẽ tới, chân chính thua thiệt vẫn là nàng. Hình như là rửa rau trì ống nước bạo, một mực tại lậu thủy. Tề lân tiên sinh, thực sự không có ý tứ, mời ngươi tới nhà của ta ăn cơm, còn gặp phải loại chuyện như vậy. Nguyên tú nghiêng mặt cười mang theo một tia không có ý tứ. Nàng hy vọng tề lân nghe hiểu nàng nói ý tứ, mau rời đi nơi đây. Dù sao ống nước bạo, liền cơm cũng ăn không được. Vấn đề nhỏ mà thôi, sửa ống nước gì gì đó, ta cố gắng sở trường. Tề lân vừa cười vừa nói. Nguyên tú nghiên Tề lân tiên sinh, giống như ngài như vậy phú gia công tử, xí nghiệp lớn gia còn có thể sửa ống nước cái này 787 chủng kỹ năng sao? Nguyên tú nghiêng thực sự không tin tề lân loại này ăn sung mặt sướng quý công tử biết cái này. Tề lân con người đen mang theo một tia thâm ý, sửa ống nước điều hòa nhưng là nam nhân chuẩn bị kỹ năng, không phải vậy làm sao làm sát vách lão vương đâu. Nguyên tú nghiêng nghe không hiểu tề lân lời này ý tứ. Nàng đôi mắt đẹp mang theo một tia mờ mịt, sau đó nói ra, nếu tề lân tiên sinh nói như vậy, vậy làm phiền ngài. Tề lân cười nói, đi trước cho ta cầm một bả cờ lê tới. Ồ a à, a, à, tốt. Nguyên tú nghiêng nhanh chóng gật đầu. Ngoài cửa. Đã ném xong rác rưởi trần thục nghi đã thang máy đi tới. Đi ngang qua nguyên tú nghiên cửa nhà thời điểm. Ken Ken Ken. Nàng nghe được bên trong truyền đến một trận kỳ kỳ quái quái tiếng gõ. Nhưng nàng cũng không phải là tò mò tính tình, chuẩn bị trực tiếp trở về nhà mình. Qua, thật lớn nha. Đột nhiên, Trần Thục Nghi phía sau truyền đến nguyên tú nghiên tiếng kinh hô. Trước đây khả năng Trần Thục Nghi còn không hiểu ý tứ của những lời này. Nhưng nàng đã cùng tề lân kết hôn rồi. Trần Thục Nghi mặt cười trong nháy mắt liền hồng thấu, nhỏ bé mắng, cái này bán đảo nữ nhân cũng quá phóng đảng nói cái gì cũng dám nói, cũng không khiến thiến hàng xóm cảm thụ. Dùng sức. Không đợi Trần Thục Nghi tiêu hóa một câu nói đâu, phía sau nàng lại truyền tới một trận càng thêm xuất cách. Trần Thục Nghi đôi mắt đẹp tràn đầy ý xấu hổ, thật muốn xoay người đi đập nguyên tú nghiên gia tộc, để cho nàng chú ý một chút ảnh hưởng. Nhưng là bên trong chuyện phát sinh, thật là giống như nàng nghĩ như vậy sao? Nguyên tú nghiên gia bên trong phòng bếp. Nàng đem ra cờ lê, đồng thời đưa cho tề lân. Tề lân hướng về phía vòi nước một trận sao sao đã đã hoa lạp lạp. Cũng không biết có phải hay không là thao tác sai lầm, vốn là chỉ là nho nhỏ lậu thủy ống nước, cái này khiến triệt để nổ lên. Tại trù phòng trực tiếp thủy mạng Kim Sơn, tề lân cùng Nguyên Tú Nghiên bị rót cái thông thấu. Hoa! Thật lớn nha! Mà Trần Thục Nghi nghe được câu nói kia, cũng chính là lúc này từ Nguyên Tú Nghiên trong miệng phát ra. Nàng tiếng hoa thiếu thốn, những lời này chỉ là ở hình dung đột nhiên phúng ra ngoài thủy mà thôi. Tề lân thấy sự tình không đúng nhanh chóng bắt lại tách ra hai cái ống nước, mạnh mẽ hợp lại. Nguyên Tú Nghiên lúc này phản phất thân lâm kỳ cảnh, thực tế thao tác giả là mình một dạng, thấy Tề Lân phát lực, liền cũng nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà cho Tề Lân nỗ lực lên, dùng sức. Nghe Nguyên Tú Nghiên hai câu này, Tề Lân trên trán xuất hiện mấy đạo hắc tuyến. Cái này nỗ lực lên còn không bằng không nói, nếu như bị bên ngoài hàng xóm nghe được, còn tưởng rằng hắn là biến thái đâu. Tề Lân nói mình biết sửa ống nước cũng không phải đùa giỡn. Trải qua hắn sửa gấp, mấy phút sau nguyên tú nghiên nhà hoang dại vòi nước rốt cuộc bị tuần phục cẩn thận có thể sử dụng bình thường mà đại giới chính là tề lân cùng nguyên tú nghiên y phục tất cả đều bị làm ướt tề lân nhiều hứng thú đánh giá nguyên tú nghiên nguyên tú nghiên chứng kiến tề lân đinh cùng với chính mình xem liền nghi ngờ cúi đầu cũng nhìn thoáng qua bất quá một giây kế tiếp nàng liền khuôn mặt đỏ lên khoanh tay ta ta đi trước thay quần áo khác sau một thời gian ngắn nguyên tú nghiên thay đổi một thân ở nhà toái váy hoa để cho nàng thiếu phụ khí chất càng thêm nồng hậu nàng có y phục đổi thế nhưng tề lân sẽ không vận khí tốt như vậy phòng này là mới mua nguyên tú nghiêng làm sao có khả năng ở chỗ này chuẩn bị y phục của nam nhân nhưng bây giờ là mùa đông tề lân người mặc quần áo ướt sũng bị cảm làm sao bây giờ lâm vận nhi đau lòng cho tề lân ôm tới mình dùng tiểu thảm quấn hắn ca ca muốn không vận nhi hiện tại mua tới cho ngươi mấy bộ quần áo chứ hỏi tiểu la lị trên thảm thanh hương tề lân cười lắc đầu không cần phiền toái như vậy để cho ngươi mụ mụ đi cửa đối diện hàng xóm nơi đó cầm một bộ là được Nghe được Tề Lân lời nói, Nguyên Tú Nghiên cùng Lâm Vận Nhi đồng thời ngây ngẩn cả người. Đi người khác mượn thứ khác còn tốt, mượn y phục của nam nhân, cái này không tốt lắm đâu. Nguyên Tú Nghiên cười khổ hỏi. Tề Lân cười nhạt nói, cái này có gì không thể, ngươi dựa theo ta nói đi làm là được. Tề Lân là đại lão bản, Nguyên Tú Nghiên làm sao dám cự tuyệt hắn yêu cầu. Mặt cười mang theo một tia bất đắc dĩ, Nguyên Tú Nghiên chỉ có thể ra cửa. Làm như vậy chờ đấy dễ dàng cảm mạo, ta trước đi tắm, Vận Nhi, ngươi tới giúp ta kỳ lưng, lấy xuống tóc. Tề Lân cười nói với Lâm Vận Nhi. Lâm Vận Nhi nghe được Tề Lân lời nói, khuôn mặt nhỏ nhắn sửng sốt một chút, một giây kế tiếp liền hồng phát phát giống như một chín mùi quả táo nhỏ. Mấy phút sau, Tề Lân ăn mặc tứ giác quần Philip ngồi ở trên ghế nhỏ, Lâm Vận Nhi lại là đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, khéo léo đứng sau lưng Tề Lân, trắng nõn trên tay nhỏ bé tràn đầy bọc biển bang Tề Lân cầm lấy tóc. Mặc dù tốt xấu hổ, nhưng là Tề Lân Âu Ba vóc người thật sự rất tốt tốt, quả thực giống như là hàng khắp nơi bên trong ánh nắng xoáy ca giống nhau chờ các loại vận nhi trưởng thành đẹp trai như vậy tức giận âu ba chính là vận nhi bạn trai lâm vận nhi bên này còn đang suy nghĩ miên man bên kia nguyên tú nghiên đã gõ trần thục nhi gia tộc đốc 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 trần thục nhi đang ở trù phòng làm cơm kim thu kỳ thực cũng biết nấu cơm nhưng trần thục nhi vì lấy lòng tề lân dạ dày không để cho mình tài nấu ăn mới lạ cũng sẽ ngẫu nhiên xuống bếp tiểu thu là có người hay không ở gõ cửa à ngươi đi mở cửa xuống tại trù phòng trần thục Nghi hô Ồ. Đã biết. Ngồi trên ghế salon Kim Thu tùy ý đáp ứng một tiếng. Đôi mắt đẹp dư quang cũng là nhìn lấy trên ghế salon Trần Thục Nghi bộ kia màu hồng nhạt chế nồ tiểu hương gió bộ váy. Trọng mặt quần áo là sẽ ghiền, đặc biệt là đặc biệt xuyên Trần Thục Nghi y phục, lại bị tề lân khi dễ, nàng thì có một loại kích thích phụ tội cảm rõ ràng là ban đầu hạ thu đông trong bốn tỷ muội ít lời nhất một cái, nhưng ở chơi hoa dạng con đường bên trên càng chạy càng xa. Tâm động quy tâm di chuyển. Nhưng Trần Thục Nghi tùy thời đều có thể đi ra, Kim Thu cũng không dám tùy tiện di chuyển quần áo của nàng. Nàng chỉ có thể đứng dậy, cho phía ngoài nguyên tú Nghiên mở cửa. Cầu hoa tươi. Phiếu đánh giá. Khen thưởng. Thúc dục thêm. Hoa tươi. Cầu các huynh đệ cho Tề Lân nhiều một chút đổi mới động lực. Số liệu rất lâu không động quá không có điểm tự động đặt các huynh đệ điểm một cái, về sau đọc sách không phải lạc đường, tự động đặt cũng là tác giả chịu lấy sinh tồn đồ đạc, Tề Lân bái tạ các huynh đệ. Cầu hoa tươi. Phiếu đánh giá khen thưởng. Thúc giục thêm. Hoa tươi. Cầu các huynh đệ cho tề lân nhiều một chút đổi mới động lực. Số liệu rất lâu không động quá. Không có điểm tự động đặt các huynh đệ điểm một cái, về sau đọc sách không phải lạc đường, tự động đặt cũng là tác giả chịu lấy sinh tồn đồ đạc, tề lân bái tạ các huynh đệ. Chương 579, Trần Thục Nghi tại chỗ bắt kẻ thông dâm. Ngươi, ngươi là cửa đối diện cái kia hàng xóm chứ? Mở cửa, Kim Thu nhìn trước mắt Nguyên Tú nghiêng sửng sốt một chút. Nguyên Tú Nghiên thấy đối phương còn nhớ mình, nhất thời tùng một khẩu khí. Mượn y phục của nam nhân vốn là lúng túng không được, nếu như đối phương còn đã quên chính mình, cái kia da mặt mỏng nàng thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cũng đừng cảm thấy Nguyên Tú Nghiên hướng nội. Trên thực tế 10 cái tác gia bên trong, có 8 chín cái đều có xã giao sợ hãi chứng một. Đối với, ta gọi Nguyên Tú Nghiên. Nguyên Tú Nghiên lễ phép gật đầu. Kim Thu nghi ngờ hỏi, không biết Nguyên Tiểu Thư tới cái này có gì sự tình, không sẽ là trong nhà lại bị cúp điện chứ. Nghĩ đến lần trước ô long, nguyên tú nghiêng mặt cười hơi có chút phím hồng. Nàng giải thích, lần này không phải bị cúp điện, là vòi nước phá hư. Kim Thu Sở dĩ ngươi tới đây là muốn cho ta giúp ngươi tu vòi nước. Kim Thu dở khóc dở cười. Cái này bán đảo tới Mỹ nữ hàng xóm, thật đúng là coi nàng là nam nhân sai sử. Thấy Kim Thu hiểu lầm chính mình, Nguyên Tú Nghiên nhanh chóng giải thích, không phải sửa ống nước, ống nước đã sửa xong, ta là muốn tìm ngươi nhóm gia mượn một bộ y phục của nam nhân. Kim Thu Kim Thu lần nữa không nói ở. Nếu như Nguyên Tú Nghiên là tìm chính mình sửa ống nước, nàng còn không có cảm thấy như thế thái quá. Tìm nàng mượn một bộ y phục của nam nhân, vẫn là chỉ gặp mặt qua một lần người xa lạ, đây quả thực là cách cái đại phổ. Tiểu Thu, chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, tại trù phòng đốt xong món ăn Trần Thục Nghi kiến môn miệng hai người vẫn nói, liền tốt kỳ tới xem một chút. Khi nàng nhìn thấy người tới là Nguyên Tú Nghiên lúc, mặt cười nhất thời nhịn không được đỏ. Nàng liền nghĩ tới Nguyên Tú Nghiên gia vừa rồi truyền tới kiều diễm thanh âm. Thục nghi tỷ cái này nguyên tú nghiên tới tìm chúng ta mượn một bộ y phục của nam nhân kim thu im lặng nói với trần thục nghi trần thục nghi còn cho rằng mình nghe lầm trừ phi đặc biệt quan hệ thân mật nào có vừa lên tới tìm người khác mượn một bộ nam nhân quần áo nhà các ngươi không có người lão công y phục sao trần thục nghi bất đắc dĩ hỏi nguyên tú nghiên tiếng hoa thiếu thốn nói tiếng hàng hai nàng cũng nghe không hiểu nàng lắp ba lắp bắp hỏi dùng sức sẹo tiếng hoa giải thích không có là hắn để cho ta tới nói ngươi cái này có thể mượn được kim thu vừa nghe nguyên tú nghiên lời này trực tiếp sinh khí trong đầu trực tiếp não bổ một cái hèn mọn da mặt dày nam nhân hình tượng chúng ta đây là cơ quan từ thiện đúng không còn người đến liền nhất định có thể mượn được đừng nói nơi này y phục đều là lão bản liền là có y phục ta cũng sẽ không cho ngươi mượn ngươi bây giờ có thể đi nghe được kim thu vô tình lời nói nguyên tú nghiên đôi mắt đẹp mang theo vẻ lúng túng nhìn không được cúi đầu vẫn là trần thục nghi tính tình ôn nhu tâm địa tương đối thiện lương như vậy đi trong nhà có một bộ quần áo mới, vẫn chưa có người nào xuyên qua, ngươi trước cầm đi khẩn cấp A. Trần Thục Nghi cảm thấy, không đến vạn bất đắc dĩ, đối phương chắc chắn sẽ không tìm chính mình mượn y phục, có thể giúp một cái là một cái. Kim Thu nghe Trần Thục Nghi đồng ý, mặt cười quýnh lên, Thục Nghi tỷ, ngươi luôn ban cái này bán đảo nữ nhân, nàng về sau biết càng thêm được một tất lại muốn tiến một thước. Trần Thục Nghi mặt cười mang theo một tia nụ cười thản nhiên, đều là hàng xóm, cũng không phải là cái gì đại sự, giúp đỡ lẫn nhau sớm một cái là phải, Rời đi phòng ta đem bộ kia mới mua y phục đem ra a thấy trần thục nghi tâm ý mình quyết kim thu chỉ có thể trừng nguyên tú nghiêng liếc mắt sau đó bất đắc dĩ trở về cầm y phục cảm ơn thực sự phi thường cảm tạ hai vị tiểu thư mỹ lệ bộ quần áo này bao nhiêu tiền ta hiện tại liền cho các ngươi nguyên tú nghiêng thấy trần thục nghi nguyện ý mượn y phục mang theo một tia cảm động hỏi trần thục nghi khẽ cười nói chỉ là một bộ thông thường y phục mà thôi không đáng giá bao nhiêu tiền cầm đi xuyên a kim thu sẽ không có dễ nói chuyện như vậy nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển, bỗng nhiên ở Thu Nguyệt Lâm bên tai nói ra, Thục nghi tỷ, không bằng chúng ta cùng qua xem một chút đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người nam nhân nào da mặt dày như vậy, tự nhiên làm cho chính mình lão bà câu hàng xóm mượn y phục. Trần Thục Nghi còn nghĩ vừa rồi cửa đối diện truyền tới bừa bộn thanh âm. Nàng đâu chịu tùy tiện đi người xa lạ trong nhà, coi như hết, ta nói với ngươi không có hứng thú gì. Nhưng Kim Thu lại lôi kéo Trần Thục Nghi cánh tay nói ra, Thục Nghi tỷ, chúng ta liền đi qua liếc mắt nhìn, lại không có gì. Nguyên Tú Nghiên, chúng ta nếu đều là hàng xóm, mang thục nghi tỉ thăm một chút nhà của ngươi ngươi sẽ không để tâm chứ. Nàng rồi hướng Nguyên Tú Nghiên hỏi. Nguyên Tú Nghiên mặt cười sửng sốt một chút. Chính mình tùy tiện đem người xa lạ mang về nhà, tề lân có tức giận hay không à? Nhưng ngay lúc đó, Nguyên Tú Nghiên lại nghĩ đến, lấy tề lân hoa tâm cá tính, chính mình đem xinh đẹp như vậy hai thiếu nữ mang về nhà, hắn nói không chừng sẽ dời đi lực chú ý, không lại có ý đồ với chính mình. Nghĩ vậy, nàng cười gật đầu, có thể đi thăm viếng, chỉ cần các ngươi không ngại ta trong nhà có một chút loạn. Sẽ không, sẽ không. Cứ như vậy, Kim Thu lôi kéo vẻ mặt không tình nguyện Trần Thục Nghi, theo nguyên tú nghiêng đi nhà nàng. Trăng rắc. Nói xảo bất xảo, tề lân mới ăn mặc tứ giác bình quần từ phòng tắm tắm ra, nguyên tú nghiêng liền đẩy cửa ra đi đến. Vì vậy, làm cho Trần Thục Nghi kinh ngạc không ngớt, làm cho Kim Thu trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Thủy quan dầm về màu vàng nhạt khỏe mạnh da dẻ. Lưu tuyến hình nhân ngư mã giác tuyến cơ bắt bạo tạc lực kinh người công cẩu thắt lưng tề lân đem hoàng mỹ nhất nam thần hình tượng phơi bày ở kim thu cùng trần thục nghi còn có nguyên tú nghiên trước mặt trần thục nghi còn tốt nàng đã sớm xem qua nguyên tú nghiên cùng kim thu mặt cười đồng thời đỏ lên cũng không có dời ra ánh mắt qua một lúc lâu kim thu mới chỉ có lắp ba lắp bắp hỏi đối với tề lân hỏi lão lão bản ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này đối diện mới là nhà của ngươi chứ ngươi có phải hay không đi nhầm cửa rồi hả nhìn trước mắt kim thu tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn tề lân nhéo nhéo gương mặt của nàng ngươi cái này tiểu nha đầu có phải hay không quản quá rộng ta nghỉ ngơi ở đâu ngươi còn phải tới quyết định kim thu đương nhiên không dám quyết định tề lân tự do nàng nhanh chóng lắc đầu nói ra ta ta không phải ý tứ này nhìn lấy có chút bị hù dọa đôi mắt đẹp mang theo vẻ kinh hoảng kim thu tề lân cười cắt đứt nàng lời nói được rồi chỉ đùa với ngươi mà thôi ngươi và thục nghi là tới tiễn quần áo chứ ta tìm nguyên tú nghiên còn có chút việc các ngươi đưa xong y phục đi trở về a. À? Trần Thục Nghi thông minh nhất địa phương chính là, chỉ cần Tề Lân ly khai hai người xào huyệt ân ái, nàng liền sẽ không nhúng tay Tề Lân việc tư. Cứ việc Tề Lân liền tại nàng nhà hàng xóm bên trong, cùng hai mẹ con này thật không minh bạch. Tiểu Thu, cơm đã làm quen, chỉ có hai người phần, đem người nào đó kêu lên, chúng ta trong đó một cái còn muốn đói bụng đâu. Nói, Trần Thục Nghi đã lôi kéo Kim Thu ly khai. Nhìn lấy Trần Thục Nghi xinh đẹp bối ảnh, Tề Lân dở khóc dở cười cô nàng này thăng cấp hắn lão bà phía sau, bây giờ nói chuyện cũng học xong âm dương quái khí đúng không đây? Chương 580, người khác lão bà cùng thiếu nữ so sánh với chính là không quá giống nhau. Kim Thu theo Trần Thục Nghi sau khi về đến nhà, cái miệng nhỏ nhắn còn phình lấy, vì Trần Thục Nghi bất bình dùng. Thục Nghi tỷ, ngươi làm gì thế cứ đi như thế? Chúng ta giúp cái kia nguyên tú nghiên chiếu cố, lưu lại ăn bữa cơm thì thế nào? Còn có thể phòng ngừa nàng đầu độc lão bản. Trần Thục Nghi mặt cười đạm nhiên, ngược lại là nghĩ cố gắng mở ngươi lão bản nữ nhân nhiều như vậy ta quản tới sao nếu như nàng đem nữ nhân khác chờ một hồi trong nhà ta đây nhất định phải muốn làm ra tỏ thái độ nhưng vấn đề là đối diện là nguyên tú nghiên gia ta chẳng lẽ còn muốn ở nơi nào khóc lóc ông sòng muốn vô lại một khóc hai nháo san sa treo sợ rằng làm như vậy từ nay về sau ta ở ngươi lão bản trong lòng hình tượng sẽ xuống dốc không phanh nói đến đây trần thục nghi dùng thập phần ánh mắt cổ quái nhìn lấy kim thu ta nói tiểu thu ta thành tựu ngươi lão bản thê tử Hắn ở ta cửa đối diện cùng nữ nhân khác ám muội không rõ, ta đều không có tức giận như vậy, ngươi làm sao phản ứng lớn như vậy? Ngươi có điểm không đúng a. À? Bị Trần Thục Nghi nhận thấy được một hồi, Kim Thu khuôn mặt nhỏ nhắn bá một cái liền đỏ. Nàng nhanh chóng giải thích, Thục Nghi tỷ, ta đây không phải là vì ngươi gấp sao? Chúng ta chung sống trong khoảng thời gian này, ta đã coi ngươi là thân tỷ tỷ đồng dạng đối đãi, vì thân tỷ tỷ suy tính một chút, không phải là rất bình thường sao? Trần Thục Nghi vừa rồi cũng chỉ là nói đùa mà thôi cũng không có nhận thấy được kim thu tiểu tâm tư biết ngươi vì ta suy nghĩ nhưng có một số việc không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy gặp phải loại tình huống này lòng bình thường đối đãi mới là giải quyết vấn đề điều kiện tốt nhất phương án bình thường lúc thời điểm ta nào dám đối với ngươi lão bản cái này dạng âm dương quái khí nhưng là bây giờ hắn tán gái bị ta tại chỗ thấy được ta chửi hắn hai câu hắn ngược lại sẽ không nói cái gì còn có thể cảm thấy ta thiện giải nhân ý hiện tại ngươi ngộ hay chưa trần thục nghi đôi mắt đẹp mang theo một tia tiểu xinh đẹp quyết định của hắn chính là làm cho tề lân nhớ kỹ chính mình tốt nhiều tới hai người tiểu ái ổ mấy lần chờ các loại lúc nào nàng mang thai có hai người ái tình kết tinh coi như tề lân không ở nơi này nàng có hai người tiểu bảo bối làm bạn cũng sẽ không như thế cô đơn nghe được trần thục nghi lời nói kim thu lúc này cũng là một trận bừng tỉnh sau đó đối nàng giơ ngón tay cái lên thục nghi tỷ cũng là ngươi cờ cao một nước cái kia nguyên tú nghiêng gì gì đó chắc chắn sẽ không là đối thủ của ngươi nhắc tới cũng là quá phận cái này nguyên tú nghiên chắc chắn biết ngươi và lão bản quan hệ mua phòng ốc còn hết lần này tới lần khác mua ở chúng ta cửa đối diện đây chính là đang đối với ngươi tuyên chiến trần thục nghi đôi mắt đẹp mang theo một tia buồn cười liền ngươi biết não bổ rõ ràng cái kia nguyên tú nghiên cũng không nhận ra ta nói đến đây trần thục nghi khóe miệng nhịn không được lộ ra vẻ cười khổ vừa rồi ném rác rưởi thời điểm còn đang suy nghĩ cái này bán đảo nữ nhân thật là lãng chồng nàng cũng không tốt gì kết quả cuối cùng làm gì làm cho nhân gia phóng lãng nam nhân lại chính là lão công mình Âu ba, ngươi làm sao sẽ nhận thức cái kia hai cái nhà hàng xóm tỷ tỷ à Chờ, các loại, Trần Thục Nghi cùng Kim Thu đi rồi Lâm Vận Nhi tò mò lại gần hỏi Tề lân mặc vào Kim Thu đưa tới quần áo mới phía sau Cả người hiện ra càng phát phong thần tuấn lãng Dù sao y phục này chính là Trần Thục Nghi vì hắn mua Có thể không vừa người sao Tiểu hài tử gia gia, không nên hỏi đừng hỏi Tề lân không chuẩn bị nói cho Lâm Vận Nhi mình và Trần Thục Nghi quan hệ Rất nhiều chuyện chính là như vậy làm cho các nàng phát sinh tự nhiên quan hệ va chạm mới có thể càng thêm thục lạc chính mình ép buộc các nàng vô cùng thân thiết ngược lại sẽ làm cho hai bên đều tương đối phản cảm ồ lâm vận nhi thấy tề lân không muốn nói nhìn không được chu cái miệng nhỏ nhắn. còn nói chính mình là tiểu hài tử âu ba lấy đi ta nụ hôn đầu tiên thời điểm làm sao không có cảm thấy như vậy ống nước rửa xong nguyên tú nghiên quét dọn xong trụ phòng sàn nhà phía sau lúc này mới bắt đầu chuẩn bị cơm trưa hàng thức liệu lý tới tới lui lui chính là cái kia mấy thứ cải muối ớt các loại tiểu dưa muối phối hợp một ít hương làm canh bò bít tết cơm tẻ xứng cây bánh mật gì gì đó tề lân ăn vài miếng liền một mạch cau mày hắn đối với ăn tân tân hữu vị nguyên tú nghiên còn có lâm vận nhi nói ra về sau chớ ăn đồ chơi này một điểm dinh dưỡng đều không có học làm mấy đạo viêm vực đồ ăn chứng kiến tề lân ghét bỏ mình làm đồ ăn khó ăn nguyên tú nghiên mặt cười nhịn không được mang theo mục tiêu ủy khuất đối với chúng ta bán đảo người đều là như thế ăn a à tề lân tức giận nói vậy ngươi bây giờ còn ở tại bán đảo sao nhập gia tùy tục hiểu hay không về sau ngươi một mực ở tại viêm vực chẳng lẽ lúc sau tết ăn cơm tất niên ngươi liền chuẩn bị cho khách nhân những thứ này nguyên tú nghiên rất muốn nói ngươi cũng không phải là lão công ta làm gì a à muốn đem liền lấy khẩu vị của ngươi hơn nữa không phải không cho phép ngươi ta ly khai viêm vực ta bây giờ còn đang bán đảo hưởng thụ chính mình thanh tịnh sinh hoạt đâu nhưng cuối cùng những lời này nàng không có dũng khí nói với tề lân chỉ có thể yếu ớt nói ra ồ đã biết Nguyên Tú Nghiên làm đồ ăn tề lân ăn không trôi. Nhưng bữa trưa lại không thể không ăn. Hắn suy nghĩ có muốn hay không đi Trần Thục Nghi nơi đó chùa cơm. Thế nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại trực tiếp thôi. Hiện tại đi qua, về sau ở trước mặt nàng làm sao còn ngẩng đầu, chính mình bên ngoài ngâm nàng, liền bữa trưa đều không chuẩn bị cho ta, còn muốn đi nhà vợ chùa cơm. Tề lân bất đắc dĩ đứng lên. Trần Thục Nghi nơi đó không thể chùa cơm, hắn cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Làm cho Nguyên Tú Nghiên cho mình trợ thủ, thuận tiện để cho nàng cùng chính mình học một ít tài nấu ăn. Hiện tại đi mua nguyên liệu nấu ăn khẳng định không kịp. Chỉ có thể là nguyên tú nghiêng trong tủ lạnh có cái gì, thì làm cái đó ăn. Mùa đông sở thiếu người đều thích ăn cá trích canh đậu hũ. Cà chua trứng chiên. Hương rán tiểu ngư tử. Tê cây xương sườn. Nhìn lấy không phải một chút thời gian, đã bị bưng lên bàn bốn đạo sắc hương vị câu toàn đồ ăn thường ngày, nguyên tú nghiêng đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, giống như tề lân cái này dạng kiều sanh quán dưỡng công tử ca, lại còn có thể làm ra một tay thức ăn ngon. Suy nghĩ lại một chút, tề lân mới vừa rồi còn đem nàng nhà vòi nước sữa xong. Trong lòng nàng không khỏi cảm thán nói, nếu như cái gia hỏa này không phải là một đại phản phái, không phải là một bá đạo đại ma đầu lời nói, còn rất thích hợp làm một cái ở nhà ông ba phải. Ngô tề lân âu ba làm đồ ăn quá mỹ vị. So sánh với, mụ mụ làm đồ ăn thật là khó ăn a. À. Lâm Vận Nhi dù sao cũng là một không có lớn lên tiểu la lị, đồng ngôn vô kỵ ăn một đũa tề lân làm đồ ăn, liền cũng không tiếp tục muốn ăn Nguyên Tú Nghiên làm thức ăn. Nghe được khuê nữ nói mình như vậy, Nguyên Tú Nghiên mặt cười ửng đỏ gắt giọng, nhiều món ăn như vậy còn không chặn nổi ngươi cái này tiểu nha đầu miệng, có bản lĩnh về sau chớ ăn mụ mụ làm đồ ăn nha. Ngoài miệng nói như vậy lấy, Nguyên Tú Nghiên lại giống nhau không tiếp tục ăn mình làm đồ ăn. Nửa giờ sau, Nguyên Tú Nghiên mặt cười mang theo một tia khổ não, nhìn trên bàn rỗng tuyết ba cái khay, một tô canh bát. Ba người cư nhiên đem nhiều món ăn như vậy ăn không có chút nào thừa lại rõ ràng lượng cơm ăn không lớn nguyên tú nghiên lần đầu tiên ăn nhiều như vậy thức ăn vận nhi tiểu hài tử sau khi cơm nước xong phải nhiều hoạt động một chút ngươi đi đem cái bàn thu thập một chút cầm chén tắm rồi tề lân đối với đồng dạng ăn quá no lâm vận nhi nói rằng ồ đã biết âu ba lâm vận nhi vì ở tề lân trước mặt bảo trì khéo léo hình tượng gượng chống cùng với chính mình thu thập chén đũa bắt đầu vào tại trù phòng lâm vận nhi đi rồi tề lân nhìn về phía bên cạnh nguyên tú nghiên con ngươi đen mang theo một tia tà ý. "Nguyên tiểu thư, ta làm đồ ăn ăn ngon không?" Nguyên Tú Nghiên còn chưa kịp phản ứng, cho là hỏi mình mùi vị. Nàng ngây ngốc nói ra, "Còn, còn được a." À. Tề Lân tiếp tục cười nói, "Vậy ngươi có biết hay không, ta xưa nay sẽ không cho ngoại nhân nấu ăn, trừ phi đối phương có thể cho ta động lòng thù lao." Cái này khiến, Nguyên Tú Nghiên minh bạch Tề Lân lời của. Sùng sục. Nàng nhịn không được nuốt xuống một hớp nhỏ nước bọt. Tề Lân trước bốn chấm chính sinh, ngươi đừng nói giỡn nếu như ngươi thực sự muốn thù lao, ta đem chạy băng băng, mẹ xe tiệm bồi thường tiền hoặc là xe, tất cả đều tặng cho ngươi có được hay không? Nguyên tú nghiên ý đồ dùng mấy thứ này, để cho mình tránh thoát một kiếp. Đem ta đưa cho ngươi đồ đạc, lại cho cho ta, ngươi cái này thực biết tính toán tỉ mỉ. Ta lúc đầu nói qua, ta đối với ngươi rất có hứng thú, để cho ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, xem ra ngươi là không để trong lòng A. À. Nói đến đây, tề lân cũng sẽ không ma kỹ. Liền tại nguyên tú nghiên kinh hô trung, ông nàng eo thon nhỏ, nắm được nàng trắng nõn cầm. Ngô. Một giây kế tiếp, tề lân liền thân ở tại tuyệt mỹ thiếu phụ mềm mại trên môi. Khoan hãy nói, thiếu phụ hoặc là người khác lão bà, chính là cùng thiếu nữ không giống với. Thân đứng lên, có một phen đặc biệt tư vị. Cầu hoa tươi. Phiếu đánh giá. Khen thưởng. Thúc giục thêm. Hoa tươi. Cầu các huynh đệ cho tề lân nhiều một chút đổi mới động lực. Số liệu rất lâu không động quá không có điểm tự động đặt các huynh đệ điểm một cái, về sau đọc sách không phải lạc đường, tự động đặt cũng là tác giả chịu lấy sinh tồn đồ đạc, tề lân bái tạ các huynh đệ.